Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn ha ha chớ nói người với nguyên phương vốn đã thương thích đầy mình cho dù hai kẻ các người có ở trạng thái tốt nhất ta cũng có thể chiến thắng yến tháp lúc trước đã bị thương nặng khi ở mt bởi vì lo lắng cho ma đạo không kịp chữa trị cho tốt đã vội vã quay lại quy khư vừa nãy dựa vào cơn giận dữ của đại địa khiến đế giang kinh sợ mà dừng lại càng khiến thần hồn bị tổn thương về phần hi hòa thương thế của cô so với yến tháp còn nghiêm trọng hơn cho dù toàn bộ ấn ký hắc ám được giải sức chiến đấu cũng giảm đi rất nhiều vô luận là yến tháp hay hi hòa chiến lực đều kém hơn đế giang rất nhiều trận chiến giữa đế giang và hi hòa vì liên quan đến sự đối lập giữa hai mặt ánh sáng và bóng tối nên trông có vẻ vô cùng nghiêm trọng nếu chỉ so sánh thực lực giữa hai bên mà nói hai người như hi hòa cũng không đánh lại đế giang sức chiến đấu của yến tháp cũng ngang bằng với hi hòa vì vậy đế giang mới nói hai người bọn họ dù có bắt tay cũng không phải là đối thủ của cô ta yến tháp người đừng để ý tới ta người mau đi đi hi hòa nói hi hòa Đế Giang không biết gì về Thủy Kỳ Lân, lẽ nào ngay cả cô cũng quên đi huyết mạch mạnh nhất của Thủy Kỳ Lân rồi sao? Yến Tháp hỏi, ta ngủ say ở quy khư mãi cho tới khi thức tỉnh sức mạnh căn nguyên, chẳng còn chút ký ức nào về chuyện xảy ra trong thời đại hỗn độn thần thú nữa. Hóa ra là vậy, bây giờ cô nhắm mắt lại, bảo vệ tâm thức của mình. Ta bảo đảm sau khi ấn ký hắc ám được phá bỏ sẽ giúp sức mạnh chiến đấu đỉnh cao của cô quay lại. Ngươi làm như thế nào? Máu của Thủy Kỳ Lân đại diện cho đại điện liệt viêm. Rất lâu trước đây ta vốn đã muốn dùng đại điện liệt viêm giúp cô tu hành, thế nhưng lại lo lắng quá gấp gáp sẽ ảnh hưởng tới lĩnh ngộ của cô đối với thuần quang, giờ chính là lúc để ta trao cho cô cơ duyên niết bản cuối cùng này. Dứt lời, Thủy Kỳ Lân do yến tháp hóa thành phá không bay lên. Nó gầm lên một tiếng cực kỳ giận dữ với đế giang từ trên không trung, sau đó miệng hướng về phía hy hòa, phun ra tinh huyết từ đầu quả tim. Máu Thủy Kỳ Lân vừa phun ra liền bốc cháy dữ dội từ trong không trung, giống như một cơn mưa lửa, khi rơi xuống đất liền biến thành một biển lửa tắm mình trong cơn mưa lửa đó hi hòa cuối cùng cũng hiểu được ý của yến tháp ánh sáng có bảy đạo thuần quang trước đây hi hòa chỉ cảm ngộ được sáu đạo đạo thứ bảy kia cô làm thế nào cũng không thể cảm ngộ được mà bây giờ từ trong mưa lửa do máu thủy kỳ lân sở hóa thành hi hòa đã lĩnh ngộ được đạo thuần quang đó được gọi là đại điện liệt viêm ấn ký hắc ám trên người khiến cô ngạt thở vào lúc cơn mưa lửa tràn vào thân thể dường như mọi lỗ chân lông trên người cô đều được mở ra Hi Hòa nhắm chặt mắt, cảm giác được ấn ký hắc ám trên người mình từng chút một tan vỡ, khóe mắt tràn ra giọt lệ đỏ thấm. Cô biết rõ, cơn mưa lửa này là do tinh huyết từ đầu quả tim của Yến Tháp sở hóa thành, là sức mạnh gốc rễ của huyết mạch Thủy Kỳ Lân. Hiện giờ Yến Tháp đang dốc sức chút ra huyết mạch của mình, hành động này chẳng khác nào thiêu đốt thần hồn tự mình chặt đứt sinh cơ. Quả nhiên, khi cơn mưa lửa rơi xuống, khí tức thần niệm của Yến Tháp cũng nhanh chóng suy yếu. Khi giọt mưa lửa cuối cùng rơi xuống, Thân thể thần thú khổng lồ của Yến Tháp cũng từ trên trời rất xuống. Chương 1052, Yến Tháp chiến tử 2. Sinh cơ cạn kiệt, thần hồn khô cằn, Yến Tháp đã dùng sức mạnh ý chí cuối cùng của mình để hóa thành một đỉnh núi, nộ khí ngút trời gầm lên. Ma đạo mất đi một vị danh tướng tên gọi Yến Tháp, mà quy khư lại nhiều thêm một vách đá kỳ lân. Trong một khoảng thời gian rất dài sau này, Yến Tháp lặng lẽ đứng tại vực sâu đồng lô. Vách đá kỳ lân mặc dù không cao sừng sững, thế nhưng trong lòng ma đạo đệ tử nó còn cao lớn và linh thiêng hơn nhiều so với núi bất châu hùng vĩ nhất nơi đây. Yến Tháp vội vã từ MT tới, lại vội vã tự chặt đứt sinh cơ của mình chỉ để trao cho Hy Hòa một cơn mưa lửa, tặng cô ấy cơ duyên chân quý nhất trong cuộc đời. Quyết định này của chàng không ai hay biết, Khương Tuyết Dương cũng không thể đoán được, đợi tới khi cô tỉnh lại, thanh kiếm nhỏ tượng trưng cho Yến Tháp đã âm thầm vỡ vụn. Khi đó tôi vẫn còn đang chiến đấu với chiến tranh lãnh chủ ở thiên ma ngoại vực quy khư, đến nỗi ngay cả cờ chiêu hồn cũng không nhắn nhủ với tôi một tiếng. Khi hòa nhận được cơn mưa rửa tội, ấn ký hắc ám toàn thân đều được xóa sạch. Lúc này đây, liệt phiêm màu vàng trên mình hy hòa lại bừng bừng thiêu đốt, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên thành một biển lửa, dung hợp với đại điện liệt phiêm do huyết kỳ lân của yến tháp sở hóa thành. Biển lửa mới này rừng rực cháy, tỏa ra sức mạnh vô cùng đáng sợ của ánh sáng liệt phiêm. Tử thủ hồng mang sơ khai, tổ long nguyên phượng thủy kỳ lân đã hòa hợp với khí tiên thiên ngũ hành, cùng nhau thái nghén mà sinh. Trong thời kỳ đại kiếp Long Phượng, ba tộc hỗn chiến với nhau, xé rách bầu trời, phá hủy địa mạch khiến cho nước biển chảy ngược, vạn tộc tử thương vô số. Trong ba tộc, Tổ Long là kẻ mạnh nhất, vì vậy Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân đã bắt tay nhau chiến đấu với Tổ Long. Trong trận chiến cuối cùng, bởi vì thủ lĩnh của Tổ Long có chiến lực quá cường đại, thủ lĩnh Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân dù liên thủ cũng không cách nào đánh bại ông ta, hai người chúng thương vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng, thủ lĩnh Nguyên Phượng đã nói với thủ lĩnh của Thủy Kỳ Lân rằng, cho ta mượn một đạo ánh sáng, ta có thể đánh bại Tổ Long. Thủ lĩnh Thủy Kỳ Lân bèn hỏi, ta làm gì có ánh sáng nào? Thủ lĩnh Nguyên Phượng trả lời, người có, trong số bảy đạo thuần quang, có một đạo gọi là Đại Điện Liệt Viêm, được giấu trong máu của Kỳ Lân. Vì vậy, thủ lĩnh Thủy Kỳ Lân đã đem huyết Kỳ Lân hóa thành một cơn mưa lửa tặng cho Nguyên Phượng Tổ Sư, mà Nguyên Phượng tổ sư đã dựa vào sức mạnh ánh sáng hoàn chỉnh này hóa thành ngọn liệt viêm có sức mạnh vô song cùng đồng quy vô tận với thủ lĩnh Tổ Long. Trận chiến cuối cùng này được gọi là Đại Kiếp Long Phượng. Thế nhân chỉ nhìn thấy rồng phượng mà không biết rằng, nếu như không có sự hy sinh của Thủy Kỳ Lân, Nguyên Phượng chẳng thể nào sống mái sinh tử cùng với Tổ Long. Không một ai có thể ngờ rằng, ngàn vạn năm sau, Thủy Kỳ Lân lại một lần nữa sát cánh chiến đấu cùng với Nguyên Phượng, chỉ là kẻ thù lần này không phải Tổ Long, mà là đế giang Đối mặt với kẻ địch mạch, Hy Hòa chẳng có thời gian để bi thương khóc than cho Yến Tháp, thậm chí còn không lướt nhìn vách đá kỳ lân do Yến Tháp hóa thành lấy một lần, ngay lập tức biến thành quả trứng nguyên phượng. Yến Tháp nói muốn tặng cô cơ duyên cuối cùng, tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là không phụ tấm lòng chàng. Quả trứng nguyên phượng tăng tốc xoay tròn, không ngừng nuốt chừng ánh sáng liệt viêm từ trong biển lửa, thay ngén một uy áp thần niệm vô cùng cường đại. Đế giang trên không trung, từ ánh mắt thờ ơ ban đầu cho đến diễu cợt khi thấy yến tháp tự mình chặt đứt sinh cơ thiêu đốt thần hồn giờ đây nhìn thấy quả trứng nguyên phượng đang điên cường xoay vòng nuốt chừng ánh sáng liệt viêm cuối cùng cũng để lộ ra một tia hoảng loạn cô ta nhận ra bản thân có lẽ đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn hơn nữa còn là một sai lầm không thể sửa chữa đế giang tiếp tục hóa thành kim ô tính toán muốn lao vào trong biển lửa nhằm phá hoại nguyên phượng niết bàn thế nhưng sức mạnh bóng tối của cô ta hoàn toàn không thể ảnh hưởng tới khả năng hấp thụ ánh sáng liệt viêm của quả trứng nguyên phượng đế giang muốn dùng móng vuốt khổng lồ của mình để phá hủy trứng thế nhưng vừa chạm vào đã bị nhiệt độ trên vỏ trứng thiêu cho trọng thương cô ta không thể ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn quả trứng nguyên phượng không ngừng hấp thu ánh sáng trong lòng đế giang càng lúc càng sợ hãi mỗi một giây chờ đợi đều giống như cực hình cô ta vốn muốn chạy trốn thế nhưng tim lại âm thầm nuôi một tia may mắn Cô ta muốn nhìn xem đến cuối cùng Hy Hòa sẽ trải qua biến hóa như thế nào, quan trọng nhất là cô ta không tin Hy Hòa có thể trục xuất lãnh địa hắc ám của mình. Trước bóng đêm tối đen nghìn nghịt, không một tia sáng nào có thể lọt qua. Sau khi tia sáng liệt viêm cuối cùng bị nuốt chừng, quả trứng nguyên phượng cũng chậm chậm dừng lại. Trái tim ngàn năm chơi chơi của đế giang bắt đầu đập kịch liệt, hơi thở cũng càng lúc càng trở nên rồn rập. Người sốt ruột không chỉ có mình đế giang, còn có đại quân thiên ma ngoại vực đang đứng chờ trên không trung tại quảng trường giới môn. Bọn chúng tuy rằng không biết trong vực sân đồng lô rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, thế nhưng sự tĩnh lặng của quả trứng nguyên phượng đã mang đến cho chúng mối đe dọa tử vong trước nay chưa từng có. Ở nơi xa xăm trên trời cao, nữ oa cao mày. Cái chết của Yến Tháp khiến bà ta vô cùng phấn khích, thế nhưng, đế giang chỉ hoãn giết hi hòa lại khiến trong lòng bà ta nảy sinh mấy phần bất an. Trong lúc trái tim nghi ngờ không yên, bà ta bỗng nhớ lại truyền thuyết liên quan tới nguyên phượng và thủy kỳ lân. Lòng bà ta lập tức trùng xuống chương 1053, sự phẫn nộ của Phượng Hoàng một Liên quan đến Long Phượng Đại Kiếp trong cuộc chiến hỗn độn thần thú, có rất nhiều chuyện đế giang không biết, thế nhưng nữ oa lại hay. Mặc dù không biết cuối cùng Thủy Kỳ Lân đã làm gì trong Đại Kiếp Long Phượng, thế nhưng bà ta nhớ rằng việc Nguyên Phượng có thể hoàn thành niết bàn từ trong trận chiến cuối cùng đó, nhất định có liên quan đến sự hỗ trợ của Thủy Kỳ Lân. Nghĩ đến đây, sự phấn khích của nữ oa trước cái chết của Yến Tháp trước đó liền tan biến không còn một mảnh bắt đầu cảm thấy lo lắng thay cho đế giang. Chỉ là, cho dù có lo lắng, bà ta cũng không thể đích thân tới giúp đỡ cô ta. Sức mạnh của đế giang so với bà ta không kém bao nhiêu, nguyên phượng này của ma đạo chẳng qua mới chỉ có chiến lược đạo tổ, cứ coi như đã tấn thăng tới cảnh giới trí cường đạo tổ, làm sao có thể trở thành đối thủ của đế giang. Huống hồ, tại lối vào giới môn phía bắc còn có đại quân thiên ma ngoại vực của bà ta ở đó. Trong đại quân thiên ma ngoại vực không thiếu chiến tướng Tu Vi Thiên Tôn, huống hồ còn được lãnh địa hắc ám của đế giang củng cố nữ oa tin tưởng bất luận nguyên phượng biến hóa thế nào cũng không thể thay đổi kết cục trận chiến nữ oa có thể duy trì sự điềm tĩnh đế giang cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại mặc dù từ tận sâu trong đáy lòng quả trứng nguyên phương đã gây cho cô ta một cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có thế nhưng cũng không phải cô ta chỉ chiến đấu có một mình liên tiếp tiêu diệt hai vị chiến tướng lấy lừng của ma đạo là hắc ám cự long và thủy kỳ lân đế giang tuy rằng bối rối nhất thời từ trong xương cốt cô ta vẫn luôn tự tin vô cùng. Quả trứng nguyên phượng vẫn luôn yên tĩnh không động cuối cùng cũng xảy ra biến hóa mới. Trên vỏ trứng bắt đầu xuất hiện vết nước đầu tiên, vết nước thứ hai, rồi thứ ba. Sau khi vết nước thứ bảy xuất hiện, trứng tròn vỡ tan. Đất động núi rung, giống như núi lửa phun trào. Sức mạnh liệt viêm hủy thiên diệt địa chọc thẳng lên tận cửu tiêu. Đá núi lăn tròn, biến thành dòng thác, sóng nhiệt cuồn cuộn, đốt cháy một khoảng trời xanh. Đế Giang vốn đang lặng trên không trung, lãnh địa hắc ám trong nháy mắt liền bị phá, bản thân cô ta không thể không trốn tránh đầu sóng ngọn gió, chạy về phía quảng trường giới môn hội họp với đại quân thiên ma ngoại vực. Trong ánh lửa rừng rực thiêu đốt tại vực sâu đồng lô, một con phượng hoàng khổng lồ khoác trên mình thất thải liệt viêm, hai, rũ cánh bay lên trời. Hai, ngọn lửa có bảy màu. Phượng hoàng thất thải liệt viêm là hình thức tối thượng của nguyên phượng, tượng trưng cho việc nguyên phượng đã nắm giữ được toàn bộ sức mạnh của bảy đạo thuần quang. Hi hòa lắc mình một cái, như một cơn lốc phi thẳng lên trời. Bay qua vực sâu đồng lô, vượt lên trên đỉnh đại quân thiên ma ngoại vực, hít một hơi thật sâu, phun ra biển lửa rừng rực. Hi Hòa không hề cố ý nhằm vào nơi đế giang đang đứng, bởi vì cô biết sớm muốn gì giữa hai người bọn họ cũng xảy ra một trận quyết chiến. Việc cấp bách trước mắt hiện giờ là giải quyết càng nhiều nguy cơ cho ma đạo càng tốt. Thiên ma ngoại vực mặc dù không thể đánh bại cô, thế nhưng một khi để bọn chúng đột nhập vào quy khư, đối với chúng sinh quy khư mà nói đây tuyệt đối là một kiếp nạn to lớn. Lúc trước cô có thể dùng biển lửa thiêu chết một nửa thiên ma ngoại vực là bởi tâm trí bọn chúng đã bị Liễu Chi Nhung làm cho hỗn loạn, không thể chống cự. Nếu như hai bên chân chính giao đấu, trước khi Niết Bàn Hy Hòa tuyệt đối không thể chỉ dùng một trận biển lửa tiêu diệt được nhiều thiên ma ngoại vực như thế, có thể thắng hay không hãy còn chưa biết. Tục ngữ có câu kiến nhiều cắn chết cả voi, thần hồn Hy Hòa tuy rằng cứng cỏi cũng không thể chống lại sức mạnh nguyền rủa đến từ thần hồn của đại quân 300 vạn thiên ma ngoại vực. Thế nhưng với cô bây giờ mà nói, trận đấu này đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù hãy còn nguy hiểm rất lớn, thế nhưng Hy Hòa tự tin có thể dùng bảy biển lửa lớn của mình để tiêu diệt toàn bộ 150 vạn thiên ma ngoại vực còn lại. Biển lửa đầu tiên đã biến 30 vạn quân tan thành cho bụi, ngay lập tức, Hi Hòa lại phun ra biển lửa thứ hai, tiêu diệt hơn 20 vạn địch nhân. Đế Giang phẫn nộ tới cực điểm, vội vàng triệu hoán lãnh địa hắc ám, thu nạp toàn bộ hơn 100 vạn thiên ma ngoại vực vào trong, ban thân cô ta tới giết Hi Hòa. Trước khi hy hòa Niết Bàn mới ở cảnh giới đạo tổ, sau khi Niết Bàn đã thăng tới trí cường đạo tổ. Thế nhưng, bởi vì cô đã nắm bắt trọn vẹn bảy đạo thuần quang, do vậy bất kỳ lúc nào cũng có thể bạo phát sức mạnh vượt xa cảnh giới trí cường đạo tổ. Thậm chí, ánh sáng liệt viêm của cô còn có thể chấn áp ngược trở lại sức mạnh bóng tối do đế giang điều khiển. Mặc dù cảnh giới của đế giang cao hơn cô, thế nhưng sức mạnh bóng tối mà đế giang nắm giữ lại không tinh thuần, dung hợp với tính tà ác của yêu tộc, Năng lượng hắc ám trong vực sâu vũ trụ hư không và đủ loại sức mạnh bóng tối khác nhau, ngoài ra còn có thời không vận chuyển hỗn loạn, thậm chí có cả ma ý. Mà ánh sáng liệt phiêm của Hi Hòa cực kỳ tinh thuần, bởi vì nguyên phượng vốn được sinh ra từ trong ánh sáng thuần tịnh của liệt phiêm. Bởi vậy, mặc cho cảnh giới không bằng đế giang, Hi Hòa đã đủ cứng rắn để đối đầu với cô ta mà không lo chiến bại. Chương 1054: Sự phẫn nộ của Phượng Hoàng hai. Đối với việc sức chiến đấu của Hi Hòa tăng lên, đế giang mặc dù kinh ngạc nhưng cũng đồng thời làm dịu đi trái tim vốn đang sợ hãi không yên của cô ta cô ta không chỉ chiến đấu một mình đợi thiên ma ngoại vực nấp trong lãnh địa hắc ám lại một lần nữa ngưng tụ sát khí quân uy phóng thích sức mạnh nguyền rủa của thần hồn đến lúc đó hi hòa khó tránh khỏi một con đường chết nghĩ tới đây khóe miệng đế giang không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng hi hòa à ta thực sự vì cái chết của thủy kỳ lân mà cảm thấy bi ai nếu như sau khi niết bàn sức mạnh của ngươi chỉ tăng lên có bấy nhiêu thế thì cái chết của hắn không phải vô nghĩa rồi sao đế giang vừa chiến đấu với hy hòa lại vừa cười nhạo đế giang yến tháp nói quả không sai người đúng là chẳng biết gì về thủy kỳ lân hết người chẳng hề hay biết sự hy sinh của yến tháp đã mang lại cho ta những gì vô luận đã mang tới cho ngươi cơ duyên mạnh cỡ nào ta chỉ biết chỉ cần người chết đi cái chết của hắn liền không đáng một xu ha phải không vậy thì ngươi hãy cảm nhận một chút cơn thịnh nộ của nguyên phượng đi Dứt lời, công kích của Hy Hòa càng trở nên điên cuồng. Đến nỗi khiến cho đế giang không thể tiếp tục phân tâm để ý tới thiên ma ngoại vực trong lãnh địa hắc ám, chỉ có thể dốc toàn lực ninh chiến. Nguyên Phượng và Kim Ô, cuộc đối đầu giữa hai đại thần điều diễn ra tại thiên cực trên cao đã thu hút sự quan tâm của những thần niệm cường đại hãy còn chưa tham gia cuộc chiến. Nữ Oa đang quan sát, cũng trong lúc này, Châu Khất và Địa Tạng Vương Thiên Tôn cũng hướng thần niệm của mình vào đây. Châu Khất và Địa Tạng Vương Thiên Tôn đều là thần minh dưới tay thiên đạo, tất thảy những gì bọn họ biết được về Kim Ô và Nguyên Phượng đều từ đạo tàng mà ra. Ngày hôm nay, cuộc chiến sinh tử giữa hai đại thần điều này đã khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Bóng tối và ánh sáng đối đầu sinh ra hỗn độn, mà tất cả lực lượng trên thế gian đều được quy kết là do nảy sinh từ trong hỗn độn căn nguyên, vì vậy cuộc chiến sinh tử diễn ra giữa hai đại thần điều này đối với mỗi người quan sát mà nói đều là một trận kỳ duyên. Trên đỉnh Bất Châu, Khương Tuyết Dương nhẹ nhàng thở dài. Cơ duyên như vậy ngàn năm hiếm gặp, chỉ tiếc ma đạo người người đều đang đắm mình chiến đấu sống mái với kẻ địch, chẳng ai có cơ hội quan sát lĩnh ngộ. Cơ duyên sinh ra tại quy khư, thế nhưng đệ tử ma đạo chỉ có thể nhìn chừng chừng bỏ lỡ, làm sao không khiến người ta đau lòng. Đau đớn nhất là cái chết của Yến Tháp, sau khi Khương Tuyết Dương cảm nhận được cái chết của người ấy, mái tóc trong nháy mắt liền bạc trắng một nửa. Cái chết của Thủy Kỳ Lân tượng trưng cho sức mạnh tấn công ngoại tại của ma đạo đã bị phá vỡ. Vẫn may, Thủy Kỳ Lân hy sinh tại quy khư, hơn nữa lại còn thành vách đá kỳ lân, như vậy mới có thể giúp sức mạnh tấn công ngoại tại của bọn họ được bảo lưu. Nếu không vào khoảnh khắc yến tháp hy sinh, mà đạo đã thua rồi, cho dù ma đạo tổ sư có quay lại cũng không cách nào vãn hồi. Nữ oa, châu khất đều chưa có động tính gì, ngoài hai người họ, sứ giả chiến tranh chắc chắn cũng đang âm thầm bày bố gì đó. Trên thực tế, trận chém giết tại quy khư đến lúc này chỉ mới bắt đầu, mà ma đạo của tôi trước sau đã tổn thất hai đại danh tướng. Trên đỉnh bầu trời phía bắc quy khư, Nguyên Phượng và Kim Ô một bên điên cuồng chém giết, một bên âm thầm ngưng tụ sức mạnh ánh sáng liệt viêm hướng về đại quân thiên ma ngoại vực phun ra biển lửa. Chỉ có điều hiện giờ thiên ma ngoại vực được lãnh địa hắc ám của đế giang che chở, biển lửa của Hy Hòa không cách nào tổn thương bọn chúng, cùng lắm chỉ có thể chặt đứt sát khí quân uy. Sau khi hóa thành Phượng Hoàng thất thải liệt viêm, hiện giờ Hy Hòa có thể phun ra bảy biển lửa lớn, mỗi biển lửa có một màu sắc khác nhau, lần lượt tương trưng cho bảy đạo thuần quang. Thế nhưng cho dù có giải phóng toàn bộ bảy biển lửa này cũng không thể đánh tan lãnh địa hắc ám của đế giang. Người cần thêm nhiều liệt viêm hơn nữa, rõ ràng những gì trước mắt là chưa đủ. Mắt thấy Hy Hòa đã sử dụng hết mọi thủ đoạn, đế giang lại một lần nữa chế nhạo. Nhận thức của ngươi về ánh sáng quả thực quá nông cạn. hi Hòa trả lời, biển lửa thất sắc liệt viêm đều đã dùng cả, người còn có thủ đoạn nào đối phó với ta. Ngay lập tức ngươi sẽ biết thôi, cùng với lời này của Hy Hòa, Bảy biển lửa lớn trên bầu trời lãnh địa hắc ám bắt đầu dung hợp. Đợi tới khi chúng đã hợp nhất, tất cả màu sắc đều đã biến mất. Đây chính là bí ẩn của ánh sáng, sau khi bảy đạo thuần quang dung hợp, chỉ còn dư lại một đạo ánh sáng thuần tịnh nhất. Mà ánh sáng thuần tịnh này vốn không có bất kỳ màu sắc nào. Sắc mặt đế giang xấu vô cùng, cô ta cảm nhận được bảy biển lửa lớn không hề biến mất cùng với sắc màu, tất cả đều đã chuyển hóa thành một đạo ánh sáng tinh khiết duy nhất. Truyền thuyết nói, thuần quang có thể thanh lọc tất cả xua tan mọi bóng tối đem lại ánh sáng cho nhân gian khi ánh sáng thuần tịnh rơi xuống lãnh địa hắc ám của đế giang trong nháy mắt liền tan vỡ hơn triệu thiên ma ngoại vực giống như những chiếc bóng bị mặt trời chiếu rọi ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra trong nháy mắt thần hồn câu diệt lãnh địa hắc ám bị phá sức chiến đấu của đế giang đã giảm đi rất nhiều giây phút này đây cô ta thực sự cảm nhận được cái gọi là sợ hãi cô ta không hề lưu luyến xoay người bỏ chạy tốc độ của kim ô vô cùng nhanh, tích tắc bay sang nhìn dặm. Nhìn theo bóng dáng hoảng hốt của đế giang, Hy Hòa cũng không chủ động đuổi theo. Lần nữ hóa về hình người, khẽ niết ngón tay, toàn bộ ánh sáng thuần tịnh đều ngưng tụ ở đó. Đợi khi toàn bộ thuần quang đều đã tập trung nơi đầu ngón tay, Hy Hòa búng một cái vào lưng đế giang. Một đạo ánh sáng tinh thuần ẩn chứa sức mạnh hủy diệt khổng lồ nhanh chóng bắn về phía cô ta. Thân pháp dù nhanh, làm sao có thể bì được tốc độ của ánh sáng. Chỉ nghe thấy một tiếng gào thê lương thảm thiết, kim ô do đế giang hóa thành trong không trung nổ sắc tan tành, máu thịt nguyên thân cũng trở thành bụi đen, giống như một trận hắc tuyết rơi xuống quy khư. Chương 1055, Quang Minh Đạo Tiêu 1. Cảm thấy đế giang đã chết, trong lòng nữ oa dâng lên nỗi tức giận vô hạn. Lúc trước ở trong đình viện quần tinh bắt đầu, Chu Khất suýt chút nữa hộc máu vì sự tan biến của đại quân MT 500 vạn quân, cơn giận của nữ oa bây giờ còn hơn cả Chu Khất. Hi Hòa thể hiện không chỉ giết chết đế giang mà còn tiêu diệt luôn 300 vạn vực ngoại thiên ma của nữ oa, trực tiếp làm quân lực của nữ oa giảm đi một nửa. Mà trong trận chiến núi Côn Ngô ở phía Tây, Tổ Long Ngạo Phong đã rời non lấp bể và hợp tác với đại quân yêu tộc của Lưu Phong Sương, đã tiêu diệt trăm vạn tinh không cử thú. Hi Hòa một đòn đã đắc thủ, nhanh chóng lao vào trận chiến ở núi Lưu Ba. Nữ Oa trở mắt nhìn cô bay về phía núi Lưu Ba, không hề có ý định chặn cô. Mặc dù Hi Hòa đã sử dụng thuần tịnh chi quang, sức mạnh của quang minh liệt diễm đã cạn kiệt chỉ còn lại sức mạnh của bản thân nguyên phượng nhưng nữ oa không có ý định truy đuổi cô để trả thù cho đế giang người của ma đạo đều là kẻ điên thủy kỳ lân có thể tự cắt đứt sinh mạng của mình thân hóa kỳ lân nhai nếu như nguyên phượng này quyết liều mình tự nổ nguyên phượng chi nhoán nữ oa khắc không thể đỡ được vậy nên nữ oa mặc dù rất hận hi hòa thấu xương nhưng lúc này bà ta cũng không dám đối đầu quyết chiến với hi hòa điều quan trọng nhất là nữ oa vẫn còn át chủ bài chưa được tiết lộ Ma đạo tổ sư vẫn chưa xuất hiện, chưa phải lúc để bà lộ ra con át chủ bài của mình. Nguyên Phượng, xem người có thể tiếp tục kiêu ngạo bao lâu. Với thuần tịnh chi quang của Hy Hòa dọi xuống, nguy cơ ở phía bắc của ma đạo đã được loại bỏ. Mặc dù nguy cơ ở phía tây đã gây ra thương vong nặng nề cho đại quân yêu tộc, nhưng do tổ long ngạo phong đã sử dụng thần thông nghịch thiên để thực hiện sơn hải quyết, khiến cho đại quân tinh không cự thú của nữ hoa quân lính tan giã, chuyện thắng bại chỉ là còn là thời gian. Tuy nhiên, tình hình chiến sự ở phía đông và phía nam ma đạo về cơ bản là không thể giải quyết được. Nếu không có sự chi viện, tất cả đệ tử ma đạo chiến đấu ở hai nơi này chắc chắn sẽ chết. Hải vực của núi Lưu Ba hiện đã biến thành chiến trường Tu La. Bắc Minh Tú đã triệu hồi quỷ ảnh lần thứ ba, sức mạnh của thần hồn sắp bị đốt cháy đến cạn. Sau khi trải qua thất bại thảm hại tại đình viện Bắc đầu, các chiến tướng thiên tôn của MT đã chiến đấu vô cùng gian xảo, thay phiên nhau áp dụng sa luân chiến sao, lại thêm sự trấn áp từ quân uy sát khí và những pháp trận cỡ lớn. Sao luân xa chiến là chiến thuật lâu đời, sử dụng thiết giáp và là một phần của học thuyết Blitzkrieg do Đại tướng Hai Guderian khởi xướng. Bắc Minh Thú một mình chống lại hai giám sử sử nhân đạo và địa ngục, ông vốn đã phải dùng hết sức lực, đồng thời còn phải dùng quỷ ảnh để đối phó với sát phạt từ vài trăm chiến tướng thiên tôn MT hướng đến đại quân vong hồn của ma đạo, thần niệm hao hụt cực kỳ nghiêm trọng. Thủ đoạn gian xảo, Pháp trận cỡ lớn cùng với sát khí quân uy của MT đã buộc Bắc Minh Tú phải đốt cháy thần hồn và chiến đấu hết sức có thể. Nếu không phải tôi từng truyền cho Bắc Minh Tú thân lĩnh quỷ kiếm thì bây giờ ông đã phải chịu đón nhận kiếp nạn sát thân rồi. Quỷ kiếm u u và sát khí ẩn giấu. Quỷ kiếm của Bắc Minh Tú đã được đại thành viên mãn từ lâu, xét về quỷ kiếm, trong tam giới là người đầu tiên xếp sau nữ đế. Tuy nhiên, kiếm của ông dù nguy hiểm đến đâu cũng không thể dáng một đòn chí mạng vào kẻ thù không phải kiếm của ông không đủ tàn nhẫn, không đủ nhanh, mà là hai giám sát xử quá xảo quyệt. Mỗi khi hơi lơ là cảnh giác, lập tức lùi lại và lui về phía sau hàng chục, thậm chí hàng trăm trượng, không bao giờ cho Bắc Minh Tú cơ hội phô diễn sức mạnh ở cự ly gần. Khi rút lui, còn có thể kích hoạt cuộc tấn công có mục đích của pháp trận, buộc Bắc Minh Tú phải thường xuyên sử dụng thần thông thân lĩnh quỷ kiếm. Càng sử dụng nhiều lần, thì âm ty càng dễ nắm được điểm yếu của Bắc Minh Tú, định vị chính xác quỹ đạo di chuyển của ông. Dù Bắc Minh Tú dũng cảm, thiện chiến, không sợ chết nhưng đối mặt kẻ thù xảo quyệt như vậy, ông cũng khó mà sống sót. Khi quỷ ảnh thứ ba của Bắc Minh Tú bị phá hủy, ông ấy cũng không chịu hồi quỷ ảnh mới nữa. Không có sức mạnh bảo vệ của quỷ ảnh, đệ tử vong hồn ma đạo đã bị các chiến tướng thiên tôn âm ti giết, như thể sói giữa đàn cừu, bị đánh tan tành, phút chốc tử thương lên đến ngàn vạn. Bắc Minh Tú nhìn mà rưng rưng nước mắt, nhưng ông căn bản không thể ngăn lại được. Mỗi khi ông tự mình giết chết tướng thiên tôn của âm ti, hai người giám sát sử sẽ phát động một cuộc tấn công bất ngờ chí mạng. Bác Minh Tú càng chiến đấu, trong lòng càng lạnh lẽo, ông ấy nhớ tới trận chiến phong thần 3.000 năm trước. 3.000 năm trước, ông đã dẫn đầu một đội quân ma đạo quyết chiến với nhân, tiên hai đạo trên bờ Đông Hải, tình hình chiến đấu lúc đó cũng gần giống như hôm nay. Có tâm giết địch nhưng lại không đủ sức cứu. Sau khi đại quân vong hồn ma đạo hoàn toàn bị tiêu diệt, bản thân ông cũng bị một kiếm của hỏa long chân nhân giết chết ở nơi sâu trong Đông Hải. Dù một người đã chết nhưng tàn hồn vẫn còn. Chương 1056, Quang Minh đạo tiêu hai. Sau đó, ông được Âm Sơn lão tổ Trần Dương cứu, đem về núi Thái M, trở thành người đứng đầu trong thập nhị sát của Âm Sơn. Bắc Minh Tú, nếu ngươi bằng lòng đầu hàng, đại đế sẽ ban cho ngươi quỷ đế phương Bắc, núi La Phong sẽ thuộc quyền quản lý của ngươi. Nhìn thấy vẻ mặt của Bắc Minh Tú kiên quyết, tựa thể chuẩn bị sẵn sàng chết bất kỳ lúc nào, Giám sát sử nhân đạo đã dùng lời ngon ngọt dụ dỗ đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng bắc minh tú hung hăng chém ra một kiếm lớn tiếng đáp lại ha ha sau khi chết hết thảy đều là hư không vạn thế thiên hồng lại có quan hệ gì với ngươi nhân đạo giám sát sử cười khẩy đáp không có ma đạo tổ sư năm đó thì sẽ không có bắc minh tú ngày nay chỉ cần ma đạo còn tồn tại ta vĩnh viễn là đệ tử của ma đạo xem ra ngươi thật sự chấp mê bất ngộ rồi được rồi để ta xem thần hồn của ngươi có thể thiêu đốt được bao lâu giết lần nữa đối mặt với sát chiêu của hai giám sát xử bắc minh tú lần này không dùng thân lĩnh quỷ kiếm để trốn tránh mà chủ động đối mặt với bọn họ thần hồn ông chẳng được nhiều sắp thiêu đốt đến cạn kiệt giả sử không thể kéo hai giám sát xử âm ti đồng quy trận chiến ở núi lưu ba sẽ là một thảm bại thực sự của ma đạo nó cũng sẽ gây áp lực gấp đôi cho khương tuyết dương người đang phụ trách trận vạn tiên nhìn thấy bắc minh tú chủ động nghinh địch hai vị giám sát xử đồng thời né tránh Giám sát Sử Nhân Đạo là người xảo quyệt nhất, hắn lôi cây thương phù đồ chạy xa, nhưng lại cố tình giảm tốc độ để dụ kẻ địch, đợi khi Bắc Minh Tú đến gần, hắn lật tay đâm cây thương phù đồ từ mạn dưới xương sườn, sau đó ném lại chiếc thương mà rút đi. Vì để tiết kiệm thần niệm mà Bắc Minh Tú chỉ tấn công, không phòng thủ, khi bị thương phù đồ đâm vào bụng dưới, máu tươi phun ra như suối, hóa thành khí đen vô tận và tiêu tán. Ngay cả thân thể đạo tổ của ông cũng không thể chịu được nhát đâm xuyên ở cự ly gần của thương phù đồ mà áo giáp trên người ông đã sớm bị rách nát tươm trong trận chiến trước đó. Sau khi hứng chịu một đòn nặng nề này, sinh cơ của Bắc Minh Tú gần như cạn đáy. 3.000 năm trước, ông không phụ ma đạo, 3.000 năm sau, ông vẫn nguyện hy sinh cho ma đạo vạn thế thiên hồng. Cảm nhận được cái chết đang đến gần, Bắc Minh Tú, một nam nhân cứng rắn, đột nhiên lại trở nên dịu dàng. Ngừng đuổi theo hai giám sát xử, quay đầu lại nhìn núi Côn Ngô ở phía tây. Trong hải vực của núi Côn Ngô, có người ông yêu quý nhất chính là lưu phong sương đang đánh một trận đẫm máu tựa hồ đột nhiên nhận ra điều gì đó cũng đồng thời quay đầu nhìn lại núi lưu bá khi hai người ở cạnh nhau điều lãng mạn nhất là được ngồi trên vách đá của núi bắc minh và ngắm biển ngoài ra họ còn dành hết sự dịu dàng của mình cho cuộc chiến sinh tử của ma đạo lo lắng cho sự sống chết của người yêu chính là nỗi nhớ nhung giữa bọn họ mỗi khi chiến tranh kết thúc được nhìn gương mặt tươi tắn của nhau là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của họ thân là thống xoái yêu tộc Lưu Phong Sương đương nhiên biết rõ sự nguy hiểm của trận chiến ở núi Lưu Ba. Trước khi trận chiến này bắt đầu, giữa họ đã có một cuộc trò chuyện như vậy. Bắc Minh Tú nói với Lưu Phong Sương, nếu anh có chuyện gì, đừng khóc trước mộ anh, em chắc biết rõ, anh không ở đó. Lưu Phong Sương đối với Bắc Minh Tú nói, em biết, anh sẽ trở thành bông hoa diễm lệ nhất trên cờ chiêu hồn của Ma đạo, em sẽ tiếp tục chiến đấu vì Ma đạo, đợi khi em chết đi, em hy vọng có thể là đóa hoa nở bên cạnh anh. Nghĩ đến đây, nước mắt rơi như mưa. Nỗi đau buồn không thể diễn tả đã biến thành sát ý vô tận. Ông hét lên với giọng gần như sắp chết, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Đánh vào sâu trong đại quân tinh không cửa thú, không có đại quân vong hồn của tử thần thì chỉ yếu như sâu bọ. Chịu chết đi, những vong hồn bất tử độc ác đáng lẽ phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục từ lâu rồi. Một chiến tướng thiên tôn cấp cao của âm ti, vung lên sợi xích đang cháy rực lửa địa ngục trong tay, ra sức quét sạch các đệ tử ma đạo phàm người bị cua chúng đều đứt làm đôi và bị đốt thành cho bụi. Trong trận chiến này, hắn không nhớ mình đã tàn sát bao nhiêu đệ tử vong hồn của ma đạo nữa. Quên đi nỗi ám ảnh sợ hãi do ma đạo để lại, cùng sự ô nhục trận quỷ môn quan đem lại cho âm ti, tất cả đều được chút bỏ trong trận chiến này. Sau khi giết hết đệ tử vong hồn ma đạo ở xung quanh, chiến tướng cấp cao của âm ti này ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hắn ta nhìn thấy bác Minh Tú lơ lửng trên không, nhận ra hơi thở của mình yếu ớt, cảm thấy sinh cơ sắp cạn kiệt đến nơi chiến tướng cấp cao của âm ty này trong lòng nổi lên sự tham lam. Nếu có thể giết được Bắc Minh Tú, nhất định sẽ đạt được quân công vô thượng. Cùng lúc đó, rất nhiều chiến tướng thiên tôn của âm ty đều để mắt tới Bắc Minh Tú, bọn họ ai cũng muốn giành được quân công này. Nghĩ thế, trong mắt chiến tướng cấp cao của âm ty này hiện lên một ý chí quyết liệt, hắn đột nhiên bay lên không, ra tay trước, vùng sợi xích đang cháy rực lửa địa ngục quét về phía Bắc Minh Tú. Bắc Minh Tú vốn sinh cơ đã không còn bao nhiêu, lượng thần niệm còn lại cũng không đủ để dùng thân lĩnh quỷ kiếm để độn không. Ngoại trừ việc tự nổ huyền quan, đồng quy với địch thì không thể làm gì nữa. Tuy nhiên, để một vị lão tướng ma đạo cùng đồng quy với một tên vô danh tiểu tốt của âm ti, cũng là sự trào phúng cực độ của vận mệnh đối với ông. Thế nhưng, nếu không làm như vậy, liệu ông còn có lựa chọn nào khác không? Vào thời khắc Bắc Minh Tú chuẩn bị tự hủy huyền quan, ông đột nhiên cảm thấy một cỗ thần niệm quen thuộc từ bầu trời phía Bắc Lao về phía mình. Phẫn nộ của Phượng Hoàng, liệt diễm đạo tiêu, chương 1057, vết thương của ngân hộ 1. Trong mắt các chiến tướng thiên tôn cấp cao của âm ti chỉ nhìn thấy một Bắc minh tú bị thương nặng sắp chết, trong lòng cũng chỉ có thể nghĩ đến chiến công vĩ đại và vinh dự tối cao này. Vì vậy, hắn căn bản không có chú ý đến sự có mặt của Hy Hòa, cũng không có chú ý tới trước ngực hắn xuất hiện một vệt sáng. Mãi cho đến khi đôi tay đang vụt dây xích đột nhiên co giật, rồi toàn thân đột nhiên trở nên tràn đầy sức lực, hắn mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Đợi khi hắn lấy lại được chút lý trí, dùng trái tim cảm nhận tình trạng thân thể của mình, thì vệt sáng đã in sâu vào trái tim hắn. Nhiệt độ cực nóng lập tức đốt cháy trái tim của hắn. Sinh cơ trong nháy mắt đã khô cạn, thần hồn sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng liệt diễm đã hừng hực thiêu đốt trong cơ thể hắn, thần hồn còn chưa kịp rời khỏi cơ thể đã bị liệt diễm đốt thành cho. Điều cuối cùng mà chiến tướng âm ti cấp cao này nhìn thấy trước khi chết là một người phụ nữ mặc bộ nghe thường màu đỏ đứng cạnh Bắc Minh Tú. Cùng lúc đó, ngoài Hy Hòa đã kịp thời lao đến chỗ Bắc Minh Tú còn có cả phong chủ. Sau khi Khương Tuyết Dương nhận họa sát thân của Bắc Minh Tú trên đỉnh núi Bất Chu, cô đã cử phong chủ đến giải cứu ông ấy. Tuy nhiên, phong chủ đã đến muộn một chút, Bắc Minh tướng quân, người cùng phong chủ quay về Bất Chu trước, chiến cục nơi này bây giờ hãy để ta tiếp quản. Hy Hòa nói, ta là thống soái vong hồn, sao có thể bỏ mặc sinh tử của đệ tử vong hồn ma đạo mà không quản, một mình chạy trốn chứ. Bắc Minh Tú lắc đầu cự tuyệt, Thần niệm của ngươi đã cạn kiệt, sinh cơ không còn, ngươi ở lại chỉ có thể chờ chết. Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng xin hãy cân nhắc tình cảm của cô em Lưu Phong dành cho ngươi, đừng liều mạng hy sinh. Phong chủ khuyên nhủ, nghe nhắc đến Lưu Phong Sương, Bắc Minh Tú trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Đệ tử ma đạo có tình có nghĩa, có thể khinh thường sự sống và cái chết, nhưng không thể nhìn thấu một chữ tình. Khi ấy phá quân sách đao đi xuống âm ti, mắt người khác đây là một hành vi ngu xuẩn. Tuy nhiên, trong lòng các đệ tử ma đạo, hình bóng của hộ pháp phá quân Thiên Tôn vẫn to lớn hơn bao giờ hết. Bắc Minh Tú biết nếu ở lại thì cũng sẽ không phát huy được tác dụng gì, nhưng thân là một vị tướng của ma đạo, ông ấy đã quen với việc dẫn đầu, bảo vệ binh lính của mình che mưa chắn gió. Bây giờ Hy hòa đã đến, ông ấy quả thực có thể rời đi rồi. Trước khi cùng phong chủ quay về quy khư, Bắc Minh Tú cởi bỏ lá Long Hồn Hạo Kỳ trên lưng, trịnh trọng nói với Hi Hòa, từ lúc này trở đi, người chính là thống soái của vong hồn ma đạo. Hy Hòa cầm lấy, đeo lên lưng và nói, đừng lo lắng, thống soái này sẽ không thua kém gì ngươi. Sau khi Bắc Minh Tú rời đi cùng với phong chủ, Hy Hòa bay đến và lao vào chiến cục ở dưới. Mục tiêu của cô đương nhiên là chiến tướng thiên tôn cấp cao của âm Ty. Hiện tại cô không thể sử dụng thuần tịnh chi quang, cũng không thể phóng thích liệt diễm chi hải, bởi vì liệt diễm chi hải là sát thương không phân biệt theo phạm vi, đồng thời trong lúc giết địch cũng sẽ khiến đệ tử ma đạo bị thương. Sức mạnh thần thông mạnh nhất mà Hi Hòa có thể sử dụng là Phượng Hoàng Chi Nộ và Liệt Diễm Đạo Tiêu. Liệt Diễm Đạo Tiêu bỏ qua không gian, miễn là nó không vượt quá phạm vi tấn công, sẽ lập tức thi triển kỹ năng trên người của mục tiêu. Dưới cảnh giới đạo tổ, không cách nào để tránh khỏi, ắt phải chịu nỗi đau thiêu đốt trái tim. Người sống vẫn có thể dựa vào tu vi đạo pháp để hóa giải, nhưng đối với những chiến tướng thiên tôn dựa vào âm linh đắc đạo mà nói, thời khắc bị Liệt Diễm Đạo Tiêu đánh dấu, cũng chính là lúc bản án tử vong có hiệu lực rồi việc giải phóng liệt diễm đạo tiêu đòi hỏi tập trung tinh lực và lượng thần niệm cực nhiều. Tuy nhiên, Hy Hòa hiện giờ đã được thăng cấp thành đạo tổ mạnh nhất, thần niệm của cô ấy đủ để tạo ra không dưới 100 lần kỹ năng liệt diễm đạo tiêu. Chiến tướng thiên tôn của âm ty rất nhiều, trăm lần liệt diễm đạo tiêu chỉ đủ để tiêu diệt hai phần trong số đó. Vấn đề là, ai có thể hoàn toàn phớt lờ nỗi sợ bị liệt diễm thiêu rụi, chết trong tức khắc. Âm thân bị hủy diệt, thần hồn cũng cùng lúc bị liệt diễm đốt trụi. Điều này đáng sợ hơn nhiều so với minh hỏa của 18 tầng địa ngục, ngay cả hồng liên nghiệp hỏa của địa tạng Vương Thiên Tôn cũng không có uy lực đáng sợ như vậy. Hy hòa là nguyên phượng, quản lý quang minh liệt diễm, vốn đã là sự tồn tại mạnh mẽ và thiêng liêng nhất trên thế giới này, có thể tiêu diệt tất cả các chiến tướng Thiên Tôn trong âm ti, cô không chỉ có uy áp thần niệm của kẻ trên cơ, mà còn cũng mang lại sự khắc chế bẩm sinh. Chương 1058, vết thương của ngân hồ 2. Ngay cả lĩnh vực hắc ám đế giang cũng không thể chống lại quang minh liệt diếm của Hy Hòa, những chiến tướng thiên tôn của âm thi này lại lấy gì để đỡ đòn được chứ? Đối phó với Bắc Minh Tú, họ còn có thể dùng sa luân chiến để tiêu hao sức lực, nhưng đối mặt với thần thú hỗn độn nguyên phượng sinh cơ vô tận, ngay cả khi đợi đến lúc trận chiến quy khư hoàn toàn kết thúc thì họ cũng làm không được. Trong ba đại thần thú hỗn độn, Nguyên Phượng không chỉ thống trị bầu trời mà còn đại diện cho sự vĩnh hằng của sinh mệnh. Trong khi Nguyên Phượng tổ sư Hi Hòa tùy ý phóng thích liệt diễm đạo tiêu, Chiến tướng Thiên Tôn Âm Ti rơi rụng như thiên thạch. Loại uy lực sát phạt này không chỉ gây sốc cho các chúng chiến tướng Thiên Tôn mà còn khiến đại quân Âm Ti vô cùng hoảng sợ. Nhìn thấy những vị cao thủ cao cao tại thượng của Âm Ti ngồi vững thần vị Thiên Tôn của họ lần lượt bị liệt diễm thiêu đốt trong vô thanh vô thức, chiến ý của họ nhanh chóng sụp đổ. Điều quan trọng nhất là từ lúc Hi Hòa xuất hiện cho đến nay, hai vị giám sát xử đều giữ trạng thái theo dõi từ xa và không hề có ý định ra tay với Hi Hòa. Vốn ban đầu. Giám sát Sử Địa ngục đạo định ngăn chặn cô lại, nhưng giám sát Sử Nhân đạo lắc đầu và ngăn bà lại. Chiến trường của Nguyên Phượng nằm ở phía Bắc Quy Khư, à có thể xông tới núi Lưu Ba, chứng tỏ chiến lục ở phía Bắc đã hoàn toàn bị loại bỏ. 300 vạn vực ngoại thiên ma của Nữ Oa chắc chắn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Dị tưởng ban nãy ở trời Bắc hẳn người cũng đã trông thấy, người nghênh chiến với Hi Hòa phải là tướng quân mạnh nhất của Nữ Oa, Đế Giang, ngay cả Đế Giang cũng bị đánh bại ngươi cho rằng hai người chúng ta có thể đánh bại nguyên phương này sao? Qua những lời này có thể thấy, giám sát sử nhân đạo quả thực là một vị tướng thông thái hiếm có trong âm ti. Nguyên phượng đã liên tiếp chiến đấu hết mình, có lẽ à không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Giám sát sử địa ngục đạo suy nghĩ một lúc rồi nói. Ngươi sai rồi, nếu ả à không mạnh, tại sao nữ oa lại không báo thù thay đế giang? Ngươi phải biết, nguyên phong của hiện tại tuyệt đối đáng để nữ oa ra tay. Sau khi nghe lời phân tích này từ giám sát xử của nhân đạo, giám sát xử của địa ngục đã bị thuyết phục và gật đầu liên tục. Cuối cùng, khi Hy Hòa lần lượt giết chết hết 78 chiến tướng thiên tôn của âm ty âm ty bắt đầu rút quân. Núi Lưu Bả trải dài vô cùng từ Bắc tới Nam, thế trận cũng chia làm hai nơi. Ở phía Bắc, Bắc Minh Tú đối đầu với hai vị giám sát xử, trong khi ở phía Nam, hai vị sát thần nghênh chiến với ba vị quỷ đế từ âm ty Lúc này, mà đạo trong cuộc chiến phía Bắc đã giành chiến thắng, nhưng hai vị sát thần trong cuộc chiến phía nam đang phải đối mặt với đại kiếp sinh tử của mình hy hòa biết tình thế nguy cấp không đợi tàn quân vong hồn của ma đạo kịp chỉnh đốn lại liền mang theo một bộ phận tinh nhuệ đi trước lần này hy hòa trực tiếp hóa thân thành thất thải liệt diễm phượng hoàng cô ấy có sinh cơ vô tận nhưng lại thần niệm lại không nhiều cũng không thể phóng thích liệt diễm đạo tiêu được mấy lần vì vậy nên phải dựa vào lực uy hiếp của bổn tôn thất thải liệt diễm phượng hoàng để khiến quân âm ti khiếp sợ thất thải liệt diễm phượng hoàng tốc độ cực nhanh và ngay lập tức xuất hiện trên chiến trường ở phía nam núi Lưu Ba. Chiến trường phía nam là cuộc đọ sức giữa hai đại sát thần thống lĩnh đại quân nhân tộc cùng đại quân âm ti, khi hoa xuất chiêu cũng không cần lo ngại lực liệt diễm sẽ khiến đệ tử ma đạo bị thương. Ngay khi hiện thân, cô lập tức giáng xuống nhiều biển lửa nhỏ về phía khu vực của đại quân âm ti, tiêu diệt ngay vạn quân âm ti. Đại quân nhân tộc vốn đang dần rút lui, ngay lập tức sốc lại tinh thần và bắt đầu chiến đấu hết mình. Sau đó, bổn tôn hy hòa dốc hết tốc lực bắt đầu càn quét đại quân âm ti kẻ chạm vào hai đôi cánh phượng hoàng đang rực cháy thất thải liệt diễm át chết trên đường bay của cô sẽ để lại dấu vết của ngọn lửa vĩnh hằng âm binh tuyệt không được phép đặt chân lên hỗn độn thần thú mỗi con đều có sức mạnh phá vỡ chiến trường quy mô lớn sơn hải quyết của tổ long ngạo phong đã làm làm rối loạn đại quân tinh không cự thú nguyên phượng tổ sư hy hòa trong phút chốc đánh bại đội quân âm ti ở phía nam núi lưu ba ở phía nam của núi lưu ba chiến tướng thiên tôn của âm ti không nhiều, thắng về số lượng âm binh đông đảo, ở chiến cục này, tính gộp cả dũng sĩ nhân tộc hồng hoang của ma đạo thì lên đến 300 vạn người. Nếu không phải Khương Tuyết Dương đem toàn bộ sức mạnh phòng thủ của trận vạn tiên trấn áp ở phía nam núi Lưu Ba, thì đại quân nhân tộc của ma đạo đã sụp đổ từ lâu. Giờ đây, khi thất thải liệt diễm phượng hoàng của Hy Hòa phô diễn sức mạnh, đại quân âm ti bắt đầu giảm số lượng nhanh chóng. Với sức mạnh của tinh hỏa Liêu Nguyên sao, toàn bộ đại quân âm ti ngay lập tức bị thiêu rụi. Ngay cả pháp trận cỡ lớn được ẩn ở hậu phương của đại quân âm ti cũng cảm nhận được mối đe dọa từ thất thải liệt diễm. Sao đốm lửa nhỏ đốt cánh đồng lớn, ngay khi Hy Hòa chuẩn bị tiếp tục phô diễn sức mạnh, đốt cháy pháp trận cỡ lớn của âm ti, thì đột nhiên nghe thấy sát thần lâm thanh thủy điên cuồng gầm lên như sấm nổ trong không trung, trong giọng hét mang theo nỗi buồn và sự tức giận vô tận. Khi Hy Hòa đến nơi, đại quân nhân tộc của ma đạo đang bị đại quân âm ti tàn sát một cách điên cuồng. Vì vậy, theo bản năng, cô đã chọn động thủ với quân âm ti để cứu đại quân nhân tộc của ma đạo. Cũng vì thế, mà phất lờ ba vị quỷ đế âm ti trên không trung cùng hai vị sát thần đang chiến đấu không ngừng nghỉ với một nhóm chiến tướng thiên tôn. Khi Hy Hòa bị tiếng gầm của Lâm Thanh Thủy đánh thức, ngước đầu nhìn lên bầu trời, thứ cô nhìn thấy là một trận tuyết rơi dày đặc. Tuyết rơi dày đặc, tựa như lông ngỗng, một nửa là trắng tinh, một nửa thì đỏ thấm. Trường 1059, Liệt Diễm Chi Dực 1 nếu như Lưu Phong Thiên Tôn là người đầu tiên của yêu tộc chứng được Thiên Tôn, thì Ngân Hồ Bạch Vô Nhai là yêu tộc đầu tiên dựa vào sát mà nhập đạo. Bản thân yêu tộc đã hung ác lệ khí, nếu không cẩn thận thì rất dễ mất trí và đọa lạc thành ma. Đừng nói về tiền thân của Bạch Vô Nhai mà chỉ nhìn vào hiện tại, trong vô số trận chiến sinh tử trước đây của ma đạo, vòng hồn chết dưới đao cô ấy đã lên đến chục vạn. Xét về hiệu suất giết chóc, Ngân Hồ chắc chắn thuộc hàng đầu trong số các chiến tướng ma đạo. Không giống như Thủy Hỏa và A Lê, những chiến tướng có thủ đoạn hủy diệt và giết chóc trên diện rộng, việc giết người của Bạch Vô Nhai đều đến từ thanh đao trên tay cô. Một đao đoạt mệnh, thấy máu ắt cứ họng, như đã đề cập, mặc dù hiệu suất giết chóc của cô không bằng A Lê, nhưng sát tính của cô vượt xa A Lê, thậm chí còn vượt qua cả thuần quân. Giết chóc là bản năng của con ngân hồ, sát tính đã ăn sâu vào tận xương tủy, vẫn có thể duy trì đạo tâm không lụn bại, có thể thấy được quyết tâm của Bạch Vô Nhai. Điều gì đã giúp Bạch Vô Nhai giữ được đạo tâm trong sáng và không tẩu hỏa nhập ma ngay cả khi cô đang tùy ý giết người? Chỉ có một câu trả lời, cô là đệ tử ma đạo. Tại sao chúng ta phải chiến đấu, bảo vệ đất nước và diệt trừ cái ác, đạo Pháp đương nhiên sẽ tiêu diệt tâm ma. Ngân hồ Bạch Vô Nhai không khát máu, nhưng cô ấy vì đại nghiệp của ma đạo mà không thể không giết. Bởi vì không giết chóc không đủ để ngừng sự giết chóc, không chiến đấu thì không đủ để chấm dứt chiến tranh. Cũng giống như các đệ tử mục tộc của ma đạo, các đệ tử mộc tộc có bản chất rất tự nhiên tuy nhiên một khi ma đạo lâm chiến tất cả bọn họ giờ đây đều có thể biến thành những chiến sĩ máu lạnh nhất và chiến đấu vì ma đạo đổ máu nhưng không đổ lệ thật đáng tiếc cho một kỳ tài yêu tộc như thế một sát tướng huyền thoại của ma đạo một người sẽ không bao giờ đánh mất chính mình trong sự giết chóc với phương thức bi thảm nhất mà ngã xuống tại núi lưu ba bạch phô nhai trước bị quỷ đế phương đông một thương đâm chết sau khi chết liền hóa thành thân thú nguyên thủy biến thành một ngân hồ bạc trắng như tuyết chưa kịp chạm đất, đã bị quỷ đế trung ương kê khang dùng bia chấn hồn chấn áp mất đi thi thể. Tàn hồn diệt tận, xương cốt không còn, bộ lông trắng như tuyết của ngân hồ biến thành một vùng tuyết rộng lớn. Những bông tuyết lại bị máu tươi nhuộm đỏ, mắt thấy người yêu sắp chết, sát thần lâm thanh thủy bộc phát vô tận sát ý, buộc ba vị quỷ đế phải lui bước, đưa tay ra bắt lấy những bông tuyết rơi trên không trung. Tuy nhiên, ngoài sự lạnh lùng ra, ông không còn cảm nhận được sự hiện diện của người thương nữa. Cờ chiêu hồn không có ở đây, ý chí anh linh của Bạch Vô Nhai đã chết trong trận chiến cũng không còn nơi nào để về. Sự hỗn loạn phân tán giữa đất trời cùng với những bông tuyết. Ngân hồ, độc nhãn ngân hồ, sau sự kiện thủy kỳ lân yến thác thân hóa thành kỳ lân nhai, mà đạo lại mất đi một vị tướng khác. Trong trận chiến hôm nay, hai đại sát thần đã hợp lực để nghinh chiến với ba vị quỷ đế. Sức chiến đấu của hai vị sát thần thậm chí còn không lên được đạo tổ, tuy nhiên, khi họ chiến đấu cùng nhau, Sát ý sau khi hợp nhất để giải phóng ra sát khí hủy diệt cấp đạo tổ mạnh nhất. Nếu chỉ đơn giản là giết chóc để khai mở huyết lộ, thì ba vị quỷ đế sẽ không bao giờ có thể ngăn cản được bọn họ. Ngay cả khi họ chỉ làm một thanh đao sắc bén để giết địch, thì họ cũng bất khả chiến bại. Đáng tiếc thay, Ma đạo không có tướng quân, thân phận hôm nay của họ lại là thống soái đại quân nhân tộc của Ma đạo. Vì vậy, họ không thể giết người thỏa thích, họ còn có trách nhiệm bảo vệ hàng trăm vạn đệ tử Ma đạo ở sau lưng. Bản thân ba vị quỷ đề lực chiến tràn trề, lại được các pháp bảo và thần khí hộ thể. Cho dù đó là thương diêm phù, chiến giáp quỷ đế, giản diêm phù hay là bia chấn hồn đại địa ngục, đều là pháp bảo cấp cao nhất của âm ti. Trong số đó, bản thân quỷ đế phía đông Thái Úc Lũy đã là chiến tướng cấp đạo tổ, chiến ý bộc phát có thể tiệm cận với đạo tổ mạnh nhất. Dưới sự lãnh đạo của ông, Đỗ Tử Nhân và Kê Khang cũng đã phát huy hết khả năng chiến đấu mạnh nhất của mình. Nếu hai vị sát thần nghênh chiến hết mình thì chưa chắc đã thua, nhưng do phải phân tâm chăm sóc các đệ tử ma đạo nên họ chỉ có thể phân tâm chiến đấu một bên phải nghinh chiến ba vị quỷ đế một bên phải theo dõi chiến cục bên dưới vì đệ tử nhân tộc của ma đạo mà đỡ lấy sát kiếp thiên tôn sau nửa ngày chiến đấu hai đại sát thần đều bị thương nặng mặc dù ba vị quỷ đế bình an vô sự càng chiến càng hăng hái nhưng chiến tướng thiên tôn của mt chết trong tay hai vị sát thần cũng đã lên đến hơn trăm người nếu chiến cục tiếp tục kéo dài như vậy cho dù âm ti đến cuối cùng cũng sẽ đánh thắng nhưng cũng phải trả giá bằng sự thương vong nặng nề. Chương 1060, liệt diễm chi dực 2. Lúc này, trận quyết chiến giữa nhân, tiên hai đạo vẫn chưa thực sự bắt đầu, Lữ Thuần Dương đến giờ vẫn chưa đại trận phòng thủ tiên thiên canh kim thanh sách kiếm phá côn lôn, mà cuộc đối quyết giữa đầu mẫu nguyên quân và tử vi đại đế vẫn chưa diễn ra. Âm ti không muốn và không dám mất quá nhiều binh lực ở quy khư, nhưng tổn thất trước mắt đã áp đảo họ. Đối mặt với hai đại sát thần không sợ chết và cố gắng hết sức để bảo vệ đại quân ma đạo, ba vị quỷ đế mãi vẫn ngần ngại ra tay thực sự khổ não không thôi. Cuối cùng, thì quỷ đế phía nam đỗ tử nhân nảy ra ý kiến, điều động một số chiến tướng lĩnh âm ti tham gia bao vây giết chết hai vị sát thần để chia sẻ áp lực. Mà bản thân ông ta cũng trả thù kẻ địch bằng phương pháp tương tự, trong khi nghênh chiến với hai vị sát thần, nhân cơ hội đánh lén các chiến tướng cấp cao của ma đạo bằng giản diêm phù và giết chết đại tù trưởng mộc tộc, cái chết của vị đại tù trưởng mộc tộc đã làm tổn hại nghiêm trọng đến nhuệ khí của đại quân mộc tộc ma đạo ngay sau đó quỷ đế phía nam đỗ tử nhân liên tục sử dụng sát chiêu trọng thương đại tế tư của mộc tộc ma đạo đồng thời giết chết cả chỉ huy quan kim tộc tiếp nối sự ngã xuống liên tiếp của các chiến tướng cấp cao của nhân tộc ma đạo nhuệ khí của đại quân ma đạo liên tục giảm xuống vốn dĩ trận tay đôi này là ngang tài ngang sức nhưng do tinh thần chiến đấu sụt giảm nên đã biến thành đại quân âm ti chiếm thế thượng phong với sự hợp tác của pháp trận cỡ lớn, chúng bắt đầu tiến lên mạnh mẽ. Trong một thời gian ngắn, vô số đệ tử ma đạo đã chết trong tay quân đội âm ti. Hai đại sát thần tuy vô cùng tức giận nhưng vẫn bị khống chế chặt chẽ, không thể làm gì Đỗ Tử Nhân, quỷ đế phía nam đang không ngừng tấn công chiến tướng ma đạo. Anh giúp em yểm trợ, em muốn giết chết Đỗ Tử Nhân. Sau khi dùng đao dáng đòn chí mạng cho Thái Úc Lũy, Bạch Vô Nhai dùng thần niệm truyền âm cho Lâm Thanh Thủy. Được, lúc này sát ý của hai vị sát thần hợp nhất, miễn cưỡng có thể xếp ngang hàng với ba vị quỷ đế, nếu hai vị sát thần tách ra và chiến đấu độc lập, họ chắc chắn sẽ chịu hỏa sát thân. Tuy nhiên, dù nguy hiểm tột cùng, Lâm Thanh Thủy vẫn không từ chối Bạch Vô Nhai. Bởi do ông cũng muốn giết đỗ tử nhân, không phải giết quỷ đế phương Nam, đợi khi toàn bộ chiến tướng cấp cao của nhân tộc ma đạo bị tàn sát hết thảy, thì toàn bộ đại quân nhân tộc sẽ sụp đổ, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp họa diệt phong. Bạch vô nhai liên tiếp vung ra ba đao, nhát sau mạnh hơn nhát trước. Giết đến chiến tướng thiên tôn âm ti liên tục rút lui, không đợi Thái Úc Lũy và kê khang sông lên đánh, Lâm Thanh Thủy đã đâm một kiếm về Thái Úc Lũy với sát ý cuộn trào. Đợi khi Thái Úc Lũy dùng thương diêm phù để chặt, Lâm Thanh Thủy chuyển động thân pháp, dẫm lên thương diêm phù, dùng sức đạp một cái rồi lao về phía kê khang như tia chấp. Bạch vô nhai đã tự mình tìm được lối thoát, Lâm Thanh Thủy lại thành công kiềm chế hai đại quỷ đế cho mình. Nhân cơ hội này, Bạch vô nhai hóa thành một đám mây đỏ, phóng qua bầu trời như tia chớp, hướng về phía quỷ đế phía nam Đỗ Tử Nhân đang chuẩn bị tấn công chiến tướng ma đạo. Lúc này Đỗ Tử Nhân đang chuẩn bị thi triển diệt hồn chảm lên một chiến tướng ma đạo cấp cao, thì trong lòng đột nhiên xuất hiện một dấu hiệu. Ông ta xoay người lại nhìn, đúng lúc gặp được lưỡi đao trắng như tuyết của bạch vô nhai. Đỗ Tử Nhân phản ứng nhanh nhạy, ngay lập tức trở đòn ninh chiến. Bởi vì Bạch Vô Nhai và Lâm Thanh Thủy đã chia ra chiến đấu riêng lẻ, nên sức mạnh hủy diệt của đao kiếm có phần yếu đi, toàn lực xuất chiêu cũng chỉ chém nứt giản diêm phù của đỗ tử nhân mà không làm tổn thương cơ thể của ông lúc này bạch vô nhai đang thi triển thể lực quá độ đỗ tử nhân nhanh chóng bay về phía hai quỷ đế đồng thời chỉ huy chiến tướng thiên tôn mt trên mặt đất đánh chặn giết chết bạch vô nhai bạch vô nhai trực tiếp đốt cháy thần hồn của mình để kích nổ sát ý mạnh nhất phất lờ sự ngăn cản của chiến tướng thiên tôn mt mà truy đuổi chặt chẽ đỗ tử nhân cô ấy là người tàn nhẫn nhất nếu không có trách nhiệm làm tướng soái không dễ dàng mạo hiểm tính mạng với bản chất của mình cô ắt sẽ thiêu đốt thần hồn để chiến đấu lúc này tình thế chiến cục của ma đạo đã không thể cứu vãn được nữa trong lòng cô cũng không còn chút do dự nào nhìn thấy bạch vô nhai bắt đầu thiêu đốt thần hồn đỗ tử nhân tăng tốc chạy trốn lên không trung cùng lúc đó thái úc lũy và kê khang cũng cảm nhận được sát ý của bạch vô nhai và lao vào giải cứu đỗ tử nhân nhìn thấy thái úc lũy và kê khang đến đỗ tử nhân thở phào nhẹ nhõm lúc này Bạch Vô Nhai còn cách xa mấy chục trượng, tuyệt đối không có khả năng có thể uy hiếp đến tính mạng của ông ta lần nữa. Không ngờ, ông ta còn chưa kịp định thần trở lại, Bạch Vô Nhai cả người cùng đau hóa thành sương mù, trốn vào hư không, bóng dáng đột nhiên biến mất. Đỗ Tử Nhân hoảng sợ, đột nhiên cảm thấy cái chết đang đến gần. "Nhanh lên, chặn kín không gian, cứu!" Đỗ Tử Nhân vừa nói nửa lời thì đột nhiên dừng lại, sau đó ông ta nhìn thấy đao cang lao ra từ hư không, nhìn thấy sát tướng ma đạo Bạch Vô Nhai. Toàn thân phủ đầy xương máu, một đao chém về cổ mình. Đao này, cực kỳ kinh nghiệm cũng cực kỳ tàn khốc. Trước khi thần hồn của Đỗ Tử Nhân trốn thoát, Bạch Vô Nhai đã bỏ qua các cuộc tấn công do Thái Úc Lũy và Kê Khang phát động cùng lúc, tiếp tục chém nhát đao khác vào đầu Đỗ Tử Nhân. Cùng với một trận chấn động lớn, quỷ đế phía nam Đỗ Tử Nhân đã chết. Sau khi giết Đỗ Tử Nhân, Bạch Vô Nhai bị thương diêm phù của Thái Úc Lũy nâng lên không trung, sinh cơ mắt trắng, hóa thành thú thân ngân hồ. Tàn hồn chưa kịp trốn thoát, đã bị bia chấn hồn đại địa ngục của kê khang xét nát tươm hóa thành tuyết trắng bay bay khi nguyên phượng tổ sư hy hòa đuổi tới nơi thì đã nhìn thấy một màn như vậy cô cùng bạch vô nhai tiếp xúc không nhiều nhưng thân là ma đạo đệ tử cho dù ngày thường không giao lưu với nhau nhưng gặp mặt trên chiến trường cũng có thể giao sinh tử cho nhau cô ấy thần niệm cũng chẳng nhiều nếu sử dụng quang minh đạo tiêu cô ấy có thể giết chết hàng chục chiến tướng thiên tôn mt có thể lật ngược chiến cục cho ma đạo tuy nhiên cái chết của bạch vô nhai đã khơi dậy sự tức giận trong lòng cô cô không còn quan tâm đến trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu bản thân sẽ phải đối mặt với bao nhiêu kẻ thù biến cơn tức giận vô hạn trong lòng thành sát ý vô tận thất thải liệt diếm phượng hoàng to lớn vô cùng vỗ cánh mạnh mẽ lần lượt phóng ra hai làn sóng ánh sáng liệt diếm về phía quỷ đế phía đông thái úc lũy và quỷ đế trung ương kê khang luồng sóng ánh sáng liệt diếm tựa như cánh của phượng hoàng tốc độ tiềm cận với tốc độ ánh sáng không có cách nào để né tránh nó sau khi cây khang bị đánh trúng, thân thể quỷ đế trực tiếp ngã xuống, thần hồn của ông ta bị thất thải liệt diễm đốt thành cho bụi trước khi kịp trốn thoát. Thần hồn của Thái Úc Lũy may mắn trốn thoát nhưng lại bị Lâm Thanh Thủy đang tức giận mà truy đuổi, một kiếm đâm chết. Sau cái chết của hai vị quỷ đế đầu tiên, ba vị quỷ đế còn lại cũng đồng thời bỏ mạng ở núi Lưu Ba. Sau trận chiến này, sẽ không còn quỷ đế Nam Phương ở âm ti nữa. chương 1061, Quy Nguyên Tịch Tạc 1 Trước là hai đại giám sát sứ bại trận rút quân, tiếp đó là ba vị quỷ đế viên tịch, quân âm ti đã hoàn toàn thảm bại trong trận chiến ở núi Lưu Ba. Châu Khất nổi giận đùng đùng, vừa ra lệnh triệu hồi đại quân âm ti phía đông, vừa thúc giục địa tàng vương nhanh chóng chiếm lấy núi Không Tang. Tình hình cuộc chiến ở núi Không Tang, kiếm linh thuần quân đã rơi vào trận pháp cửu U Minh Vương sinh sát đoạt lư, nếu không phá được trận pháp thì cô ấy mãi mãi bị giam lỏng trong đó. Vì vậy trách nhiệm đối phó với 500 vạn đại quân chủ lực âm ti, chỉ đành giao lại hết cho một mình A à Lê gánh vác rồi. May thay mà đạo đã đem phần lớn quân chủ lực dồn xuống chiến trường phía nam, nên quân số lên đến 800 vạn người. Nhưng mà trong số 800 quân này, chỉ có một nửa quân số đủ sức chiến đấu, số còn lại là tộc nhân đến từ mộc tộc, tộc tương liễu, tộc đông di, bọn họ đến đây vì quyết tâm thể chết cùng quy khư. Nhờ vào sự đồng tâm hiệp lực, chung tay góp sức, đại quân ma đạo đã bộc lộ ra khí thế áp đảo kẻ địch, khiến người ta cứ ngỡ phá quân đã quay về chỉ huy đội quân. A Lê liên lục bắn mưa tên, sử dụng nguyệt thần sa đạo tàn sát đại quân âm ti, hắc ám chi chiều sao nhắm thẳng vào đầu của mấy tên chiến tướng thiên tôn âm ti. Sao thủy Triều bóng tối, tuy rằng âm ti cũng có vô số chiến tướng dày dặn kinh nghiệm, nhưng nhất thời cũng không có cách nào đột phá được vòng vây mũi tên của A Lê. Quan trọng hơn là A Lê vẫn luôn đứng ngắm bắn ở khoảng cách xa nhất, bọn họ biết A Lê mới là hạt nhân chủ chốt của ma đạo, nhưng bọn họ không có cách nào tiếp cận lại gần cô bé được châu khất phẫn nộ hạ lệnh cho đại quân mt tăng cường tấn công mà vì a lê vẫn luôn không ngừng tiêu hao thần niệm để chiến đấu nên bây giờ đã hoàn toàn kiệt sức tuy rằng vẫn có thể kiên trì sử dụng hắc ám chi chiều thế nhưng áp lực mà cô bé phải đối mặt càng ngày càng khó khăn hơn điều mấu chốt là sau khi thấy châu khất nổi giận đùng đùng địa tàng vương thiên tôn đã quyết định ra tay rồi mà mục tiêu mà ông ta nhắm đến tất nhiên chính là a lê Nguyệt chi ám diện, cuồng bảo. hắc ám chi chiều, nguyệt nộ, nguyệt vãn, nguyệt thực, a à lê hét lớn, đập vỡ vương miện mặt trăng, mái tóc bù xù bay phất phới, đứng trên đỉnh núi không tang kéo căng cung thượng cổ cốt. Em thanh của dây cung vang lên như muốn xé nát không gian, mũi tên tiên vũ khinh vũ bùng nổ, kéo theo mối hiểm hỏa kinh hoàng cho đội quân MT. Lúc này trời đã khuya, màn đêm chiếu dọi hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, nhưng lại không xuất hiện ánh trăng. Bởi vì, đêm nay ánh trăng của quy khư đã bị A Lê hấp thụ, hóa thành sức mạnh nguyệt ma. Đối mặt với trận mưa tên điên cuồng của A Lê, địa tàng vương thiên tôn ẩm thầm đọc chú chấn ngục cửu tự chân ngôn hóa thành một đòn công kích vô cùng lợi hại, nhắm thẳng đến chỗ A Lê. Lỡ mà chúng chiêu, thần niệm của A Lê sẽ ngay lập tức bị suy yếu, đến lúc ấy sẽ không còn ai đủ sức chân áp chiến tướng thiên tôn MT nữa. Cảm nhận thấy sát khí từ địa tàng vương, A Lê không có tránh né, dùng sức mạnh thần niệm kéo căng dây cung. Dây cung vừa được kéo lên, bỗng sinh ra một lốc xoáy màu đen ngòm giữa không gian. Chú trấn ngục cử tự chân ngôn của địa tàng vương vẫn chưa đọc xong, đã bị A Lê kéo vào lốc xoáy màu đen. Đợi uy lực của lời nguyền bị hóa giải hết, A Lê mới tiếp tục bắn tên. Chỉ là, uy lực của mũi tên đã không còn mạnh như trước. Triều tịch lưu được kích hoạt nhờ vào thần niệm của A Lê, mà thần niệm của A Lê vốn không nhiều, từ nãy đến giờ cô bé vẫn luôn dùng cách thiêu cháy thần hồn để chiến đấu. Sau khi sử dụng triều tịch lưu, thì thần niệm cũng cạn kiệt. Phát hiện ra sự biến hóa chiến lực của A Lê, đáy mắt địa tàng vương hiện lên tia lạnh lẽo. Chiến lực của đại quân ma đạo vốn không hùng mạnh, có lợi thế là tất cả các chiến tướng ma đạo đều là một lũ điên. Thủy kỳ lân yến thắp bỏ mạng chỉ vì giúp Hy Hòa tìm thấy một cơ duyên, mà ngân hồ bạch vô nhai thả tan xương nát thịt, cũng quyết kéo ba vị quỷ đế âm ti cùng chết chung với mình. Kiếm linh thuần quân càng điên cuồng hơn, vừa mới bắt đầu chiến đấu, cô ấy đã chủ động bước vào trận cửu U Minh Vương sinh sát đoạt lưu. Trận Pháp này không chỉ do bốn vị minh vương của âm ti Đích Thân kích hoạt, còn phải điều động hết 40 vạn đại quân tinh nhuệ của âm ti để ổn định trận thế. Lỡ như trận bị phá, thì sẽ khiến 40 đại vương âm ti phải bồi táng cùng nó, bốn vị minh vương cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, cho dù đó có là cao thủ trí cường đạo tổ một khi đã rơi vào trận Pháp này cũng chỉ còn nước chờ chết mà thôi, kiếm linh thuần quân một mình bước vào trận chẳng khác nào cá nằm trên thất thôi, mà còn muốn an toàn trở ra ngoài đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhìn thấy phía A Lê cuối cùng đã lộ dấu hiệu thua thiệt, địa tàng vương, người sớm đã học được cách cẩn thận dè dặt sau vài trận chiến với ma đạo cuối cùng đã thật sự nổi cơn khát máu. chương 1062, Quy Nguyên Tịch Tả 2 A Lê là thái cổ nguyệt thần, từ lúc ma đạo rời khỏi hàn hoang, vẫn luôn là công thần đi theo ma đạo tổ sư chinh chiến nơi xa trường. Là người được muôn vàn đệ tử ma đạo ngưỡng mộ, chiến công vang dội, được xếp vào hàng ngũ chiến tướng cấp cao nhất của ma đạo có những người tuyệt đối không thể gục ngã ví dụ nhân vật chủ chốt sát phá lang ví dụ như các công thần tổ long nguyên phương thủy kỳ lân ví dụ như a lê lỡ như a lê gặp chuyện sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với ma đạo cô bé là em gái của tôi là đồ đệ của khương tuyết dương là tình lữ của tổ long ngạo phong là nguyệt thần trong lòng bộ tộc đông di là thống soái cấp cao tôn quý nhất được đệ tử ma đạo sùng bái ngưỡng mộ địa tàng vương ngưng tụ sát cơ từ từ tiến lại gần a lê theo từng bước chân của ông ta dưới chân mọc lên một đóa hoa sen đỏ chói. Mỗi một đóa hoa sen đỏ chói đều đang bùng lên ngọn lửa hồng liên nghiệp hỏa. Khi những đóa hoa sen phân tán trên không trung, rồi rơi vùng vãi xuống mặt đất đã gây ra một thảm họa kinh hoàng cho cả đại quân. Suốt dọc đường, Địa Tàng Vương chỉ phân tán hồng liên nghiệp hỏa đã đủ sức tiêu diệt 10 vạn đại quân đệ tử Ma đạo. Mà Ma đạo làm gì có ai đủ khả năng ngăn cản bước chân của ông ta. Đến mũi tên của A Lê cũng không thể khiến ông ta ngừng lại. Đợi địa tàng vương thiên tôn đặt chân lên đỉnh núi không tang, thì mọi chuyển động của A Lê đã bị ông ta khóa chặt lại. 5.000 thước, 3.000 thước, khoảng cách ngày càng được rút ngắn, địa tàng vương vẫn đang phá vỡ vòng vây. Những binh sĩ bảo vệ A Lê, tập hợp thành trận pháp dùng máu thịt của mình tạo ra một lớp phòng ngự kiên cố, cố hết sức ngăn cản địa tàng vương thiên tôn. Nhưng mà, sự ngăn cản của họ, chẳng khác nào châu chấu đá xe. Địa tàng vương thiên chỉ cần vẩy nhẹ tay đã khiến họ hồn bay phách tán. Cuối cùng, địa tàng Vương Thiên Tôn chỉ còn cách chỗ A Lê khoảng 500 thước. Nếu bây giờ ông ta rút kiếm ra, thì A Lê đã không thể nào thoát khỏi hồng liên chi nộ của ông ta rồi. Nhưng ông ta vẫn không dừng bước, cứ tiếp tục tiến về phía trước. Không có gì khoái chí hơn việc tự mình áp sát rồi giết chết một vị thái cổ thần ma. Trong lòng địa tàng vương sớm đã không còn quan tâm đến tâm công đức, ông ta chỉ muốn báo thù rửa nhục, nên giờ đây trong đầu ông ta chỉ còn sát khí ngút trời thôi. Đáng tiếc, người mà ông ta muốn giết nhất lại không có mặt ở đây. Nhưng mà, có thể giết chết hết tất cả các chiến tướng cấp cao của ma đạo, vẫn là mục tiêu đáng để ông ta hết mình theo đuổi. Cuối cùng, biệt tàng vương đã giết chết kỵ sĩ cuối cùng của ma đạo, và đứng trước mặt A-Lê. Lúc này đây ông ta chỉ đứng cách A-Lê 50 thước thôi, mà 50 thước là vị trí tối kỵ của thần, tượng trưng cho kiếp nạn diệt vong không thể xoay chuyển. Nếu như trước đó A-Lê vẫn còn cơ hội thoát thân, cho dù có mỗi thân hồn, thì bây giờ A-Lê chỉ còn con đường chết bởi vì tất cả đường thoát thân đều bị địa tàng vương chặn hết rồi trốn địa ngục vắng vẻ ma đạo ở nhân gian tất cả đệ tử ma đạo đều đáng chết hết bao gồm cả cô đó thái cổ nguyệt ma địa tàng vương thiên tôn dơ cao hồng liên chi nộ chỉ thẳng vào mặt a lê quát lớn nhìn thấy kỵ sĩ ma đạo lần lượt hy sinh trước mặt mình làm a lê đau xót bật khóc nhưng dù cô bé cảm thấy đau xót vẫn luôn ngẩng cao đầu đáy mắt không hề lộ ra chút chán nản mệt mỏi nào ông không thể giết chết ta được đâu A à, Lê bình tĩnh nhìn Địa Tàng Vương nói, ta không nghĩ ra được cô sẽ dùng cách gì để ngăn cản nhát kiếm lấy mạng này của ta. Địa Tàng Vương lạnh lùng nói, ta thừa nhận bây giờ ta quả thật không thể ngăn nổi nhát kiếm của ông, nhưng ta đâu cần phải làm vậy. Ô, tại sao hả? Địa Tàng Vương nhướng mày hỏi, bởi vì người đã chết thì chém không nổi kiếm. A à, Lê thờ ơ trả lời, ngông cuồng, phá quân không quay về Tạ Lan cũng không có mặt ở đây, mà đạo làm gì có ai đủ sức giết ta hả? Địa tàng vương thiên tôn vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nói trong trẻo vang lên từ trên đỉnh đầu mình. Ta đến giết ông đấy. Nói xong, tạo ẩn bỗng dưng xuất hiện phía trên đầu địa tàng vương. Lúc xuất hiện, 80 đao của thiên địa giao trinh M Dương đoạn quyết đã sớm thi triển xong xuôi, chỉ đang đợi thời cơ chém một đao quy nguyên tịch tà cuối cùng. Địa tàng vương thiên tôn cách A lê khoảng 50 thước, mà đao của tạo ẩn cũng cách đỉnh đầu của ông ta 50 thước. Lúc ông ta chăm chăm muốn dồn A lê vào chỗ chết, thì bản thân đã trở thành con mồi trong tầm ngắm của kẻ khác, cũng rơi vào hoàn cảnh không còn đường trốn chạy, cắt đứt mọi cơ hội sống. Thật ra, với khả năng cảm ứng thần niệm của địa tàng Vương Thiên Tôn, đừng nói là 50 thước, cho dù tạo ẩn cách ông ta 50.000 thước, ông ta cũng có thể phát hiện ra ngay lập tức. Lý do ông ta không hề phát hiện ra sự tồn tại của tạo ẩn, vì tạo ẩn vốn dĩ không phải mai phục sẵn ở chỗ này. Mà trực tiếp bay thẳng từ đỉnh núi Bất Chu, nhờ vào sự trợ giúp của trận vạn tiên, một bước nhảy vọt đến đây tạo uẩn luôn ở cạnh khương tuyết dương thiên địa giao trinh lưỡng đoạn đao vẫn duy trì trạng thái hung hãn nhất chuẩn bị sẵn sàng để bộc phát đòn đao lợi hại nhất chém ra quy nguyên tịch tà sau khi trận vạn tiên được thiết lập xong ngoài uy lực giết địch phòng ngự ra nó còn có khả năng đảo lộn thời không luân chuyển binh lực chỉ là không lợi hại bằng trận tiên thiên ngũ hành của mộ dung nguyên duệ có thể mở ra thông đạo tại ngay vũ trụ tạo uẩn đột ngột xuất hiện khiến địa tàng vương thiên tôn vô cùng sợ hãi ông ta cứ tưởng bản thân đã đủ cẩn thận rồi lại không ngờ mình bị thù hận che mở đôi mắt, bất giác đã rơi vào cái bẫy chết người mà ma đạo đã răng sẵn cho ông ta. Bây giờ, muốn chạy thoát đã không còn cơ hội nữa, chỉ còn cách dốc hết toàn lực chiến đấu với tạo ẩn thôi. Ngay lúc ở đình viện bắt đầu quần tinh, ông ta đã muốn dùng hồng liên chi nộ để so tài với quy nguyên tịch tà của tạo ẩn, chỉ là lần ấy, mục tiêu của tạo ẩn nhắm tới không phải ông ta mà là trận M cực sinh liệt phần diệt M hồn ở phía dưới đỉnh viện bắt đầu quần tinh. Trần quy trần, thổ quy thổ, quy nguyên tịch tà. Tạo ẩn vừa chém xuống, sắc trời đã biến đổi mây gió thổi mịt mù. Ngọn núi không tang bắt đầu rung lắc dữ dỗi, sập núi lỡ đất, sát khí nổi cuồn cuộn trên nền trời. chương 1063, khổ hải vô biên một. Chưa từng thấy xuất hiện loại đao pháp nào có thể vượt qua phòng tuyến của tất cả lĩnh vực, rồi kích hoạt sát cơ đáng sợ làm trời đất đảo loạn. Nếu như có, thì chỉ có thể là thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao. Thế giới này thuộc về kiếm, đạo thái cổ tam kiếm đã đặt nền móng cho kiếm từ rất lâu về trước. Mà thiên đạo cũng nhờ vào hợp nhất thái cổ tam kiếm mới thành công chinh phục thái cổ tam giới. Nhưng mà, kiếm tuy là sự lựa chọn hàng đầu, nhưng không phải là duy nhất. Có một số người trời sinh đã thích hợp dùng đao, ví dụ ma quân si vưu, ví dụ phá quân hộ pháp thiên tôn của ma đạo. Kiếm pháp không có cảnh giới giới hạn, đao pháp có điểm dừng. Nhưng mà, dù đao pháp mức độ giới hạn, vẫn có thể bộc lộ uy lực hủy diệt vô hạn. Việc tu hành kiếm phụ thuộc vào bản thân kiếm đạo, mà tu hành đao pháp lại phụ thuộc vào người luyện đao. Vì thế, cho dù có cách phổ biến được lưu truyền đã nhiều năm, nhưng mà uy lực của đao vẫn không hề có điểm dừng, không hề bị giới hạn. Từ khi thời đại hỗn loạn kết thúc đến nay, dù lật tung cả cuốn đạo tàng, trong lịch sử phát triển võ đạo của nhân tộc, đao pháp lợi hại nhất chính là thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao. Thiên địa giao trinh sinh ra từ việc cảm ngộ sát cơ trong trời đất. Âm dương lưỡng đoạn, cái gọi là một đạo vừa âm vừa dương, thần âm dương khó lường. Âm dương lưỡng đoạn, thần minh khó thoát, đao như vậy, đã không còn chỉ là kiệt tác của đạo môn nữa, mà là đao pháp lợi hại nhất đứng ở hàng đỉnh cao của vạn cổ. Và phá quân hộ pháp thiên tôn, hoàn toàn xứng đáng đứng vào hàng bá chủ. Giả sử cô ấy không qua đời sớm như vậy, với ngộ tính của cô ấy, có lẽ đã sáng lập ra một thời đại thuộc riêng về đao. Đáng tiếc, người đi quá sớm, đã trở về với cát bụi. Người đời đã đặt hết kỳ vọng lên người ma đao tạo ẩn, Tạ Uẩn cũng không để người ta phải thất vọng, đình viện bắt đầu quần tinh, một đao tiêu diệt 500 vạn đại quân âm ti. Mặc dù đó không phải là công lao của một mình cô ấy, nhưng nếu như không có quy nguyên tịch tà của cô ấy, thì trận pháp âm cực sinh liệt phần diệt âm hồn cũng chỉ là vật trang trí mà thôi. Hôm nay, Tạ ẩn đã rút đao, một đao quy nguyên tịch tà chém thẳng về phía địa tàng Vương Thiên Tôn, nếu như thành công dùng một chiêu đã tiêu diệt được thần hồn, thì đây sẽ là dấu ấn đặc sắc trong lịch sử chiến tích của cô ấy để lại cho những người yêu thích sử dụng đao một thần thoại lưu truyền mãi về sau cảm nhận được tạo uẩn đang ầm ầm lao tới thần hồn địa tàng vương thiên tôn run rẩy cắn răng hiến tế tất cả công đức của mình hóa thành hồng liên nghiệp hỏa hồng liên chi nộ rực cháy sát cơ bùng nổ dữ dội nếu như nhát đao của tạo uẩn được ví như một trận bão tuyết lạnh giá thì nhát kiếm của địa tàng vương thiên tôn là một biển lửa vô tận đây là trận ác chiến giữa băng và lửa là bản hòa tấu giữa cái chết và cơn phẫn nộ đao và kiếm còn chưa trực tiếp va chạm vào nhau, đã thu hút sự chú ý của toàn bộ những người đang có mặt ở quy khư, không hề thua kém cuộc chiến giữa Hy Hòa và Đế Giang. Châu khất cao mày, bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Vốn tưởng rằng ma đạo tổ sư bị chiến trang lãnh chủ cầm chân ở hư vô, thì đại quân âm ti có thể nghiền nát quy khư, thế nhưng không ngờ kết quả lại thảm khốc đến vậy. Dù ông ta và nữ oa hợp sức chiến đấu, nhưng đến tận bây giờ cũng không dám chắc chắn phe mình đã nắm giữ thế trận. Biến số ở ma đạo thật quá nhiều, nhiều đến mức không thể đoán trước mọi việc. Nếu như không có trận pháp âm cực sinh liệt phần diệt âm hồn ở đình viện bắt đầu quần tinh, thì hai trận trước âm ti đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nếu như Thủy Kỳ Lân không quay lại kịp thời, giúp Hy Hòa lĩnh ngộ được tia sáng thứ bảy, thì làm sao cô ấy đủ sức làm đối thủ của đế giang. Tuy rằng đã giết chết được Bạch Vô Nhai, nhưng cái giá phải trả lại là mạng sống của ba vị đế vương. Hiện giờ, địa tàng vương thiên tôn tự mình ra trận, muốn đích thân giết chết A Lê, nhưng không ngờ lại trúng kế của Khương Tuyết Dương, nghịch chuyển thời Không Núi Bất Chu và trận Vạn Tiên, chuyển quy nguyên tịch tạ của Tạ Quẩn đến đây. Điều may mắn là mà đạo tổ sư Tạ Lan đã bị chiến tranh lãnh chủ khống chế. Nếu không thì Châu Khất thật sự không biết tấn công quy khư có phải là quyết định sai lầm nhất cuộc đời ông ta hay không. Nữ đế không chỉ một lần nhắc nhở ông ta tuyệt đối không thể xem thường ma đạo, nhưng ông ta hoàn toàn không quan tâm đến lời khuyên của bà ấy, chỉ một lòng muốn liều mạng thay trời hành đạo nhớ đến nữ đế, trong lòng châu khất lại bất giác bùng lên ngọn lửa hận thù. Hận sự bàng quang, không ngó ngàng gì đến MT của nữ đế. Nếu như hôm nay nữ đế đích thân dẫn binh đánh ma đạo, thì không một ai ở quy khư chống đỡ được. Cho dù tử thần Thùy Hỏa vẫn còn ở đây, cũng không thể ngăn cản bước chân của nữ đế. chương 1064, Khổ Hải Vô Biên 2 Lúc này đây, nữ oa cũng đang sầu não, mất đi đế giang, khiến nữ oa cảm thấy vô cùng chán nản. 300 vạn thiên ma ngoại thành hóa thành cho bụi cũng không khiến nữ oa cao mày lấy một cái, nhưng cái chết của đế giang đã thật sự chạm đến giới hạn của bà ta. Nếu như không phải bà ta còn có con át chủ bài, thì bà ta đã đích thân tham gia trận chiến rồi. Thật ra, nguyên nhân nữ oa và châu khất vẫn chưa chịu tham chiến, vì họ đã nhận được lời cảnh cáo của sứ giả chiến tranh. Lúc hai người hỏi chiến tranh lãnh chủ có thể giết chết ma đạo tổ sư tạ lan ngay tại hư không hay không, sứ giả chiến tranh im lặng không đưa ra đáp án chắc chắn, Điều này đã chứng minh, Tạ Lan có khả năng sẽ quay trở về bất cứ lúc nào. Vì thế nên bọn họ buộc lòng phải bảo toàn lực lượng, đợi khi Tạ Lan quay lại mới đủ sức dáng cho anh ta một đòn chí mạng. Ba ngàn năm trước, Tam Gian dám dốc hết toàn lực công phá đảo Kim Ngao vốn là tổ đình của ma đạo, bởi vì ma đạo tổ sư đã sớm tử trận ở vực trả hồn. Nếu như ma đạo tổ sư vẫn còn sống, thì không một ai trong nhân đạo, tiên đạo, âm ti dám dẫn binh đến đánh đảo Kim Ngao. Năm xưa đã như vậy, thì hôm nay cũng như thế, thậm chí ma đạo tổ sư hiện tại còn mạnh hơn năm xưa rất nhiều. Ma đạo tổ sư năm đó không thể dung hợp tam kiếm làm một, chỉ sáng tạo ra một bộ thuật pháp thần thông nhất khí hóa tam thanh mà từ cổ trí kim chưa ai làm được. Mà ma đạo tổ sư tạ lan hiện giờ, đã thật sự dung hợp tam kiếm làm một. Thái cổ tam kiếm dung hợp làm một, là cột mốc biểu trưng cho việc kiếm pháp đã tiến vào cảnh giới thiên đạo. Đến thiên đạo cũng sinh lòng cảnh giác, thì châu khất và nữ oa làm sao dám khinh suất. Từ lúc tử thần lâm thủy hỏa từ bỏ tu luyện thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao, thì đao của tạo ẩn chính đao mạnh nhất ở nhân gian. Tuy rằng lưỡi thái tử thần của Thùy hỏa có uy lực vô cùng lợi hại, thậm chí còn vượt xa tạo uẩn nhưng mà, lưỡi thái tử thần đại diện cho việc tử thần nắm giữ sức mạnh tử vong hỗn độn bổn nguyên, không phải là cảnh giới đao pháp. Với lại, ngoài tử thần ra, không còn ai có thể phát huy được uy lực của lưỡi thái tử thần. Tạo uẩn là người sử dụng đao mạnh nhất nhân gian thậm chí còn là mạnh nhất tam giới, nhưng Địa Tàng Vương lại không phải là kẻ dùng kiếm mạnh nhất. Thật ra, nếu như không tính thêm uy lực của Hồng Liên Nghiệp Hỏa, thì kiếm pháp của Địa Tàng Vương còn yếu hơn Bắc Minh Tú một chút nữa, càng kém xa so với kiếm tiên Lữ Thuần Dương. Nhưng mà, Hồng Liên Nghiệp Hỏa có thể giúp gia tăng uy lực cho kiếm pháp của ông ta. Có bao nhiêu công đức thì gia tăng được bấy nhiêu sức mạnh, không có giới hạn. Lần này Địa Tàng Vương hiến tế tất cả công đức mà ông ta có, chưa nói đến uy lực của kiếm khí, mỗi mình sức mạnh hủy diệt vạn vật của Hồng Liên Nghiệp Hỏa đã đủ chiếm thế thượng phong trong trận quyết chiến này. Bão tuyết chưa kịp rơi xuống, đã bị ngọn lửa lớn thiêu rụi. Tiếp đó, địa tàng vương thiên tôn ngưng tự nghiệp hỏa, tạo nên một lốc xoáy nghiệp hỏa, muốn nuốt trọn tạo ẩn. Tạo ẩn là âm linh đắc đạo, cho dù cô ấy đã có cơ thể đạo tổ, cũng không thể chống đỡ được sức nóng của nghiệp hỏa. Nhưng mà, cô ấy không chọn lựa chạy trốn, cho dù đã bị nghiệp hỏa thiêu rụi hết đau ý, nhưng mà đau của cô ấy vẫy quyết tâm chém địa tàng vương. Rất nhanh, bóng dáng của tạ huẩn đã bị bốc cháy tan thành cho bụi bên trong lốc xoáy nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa diệt thân, nỗi đau đớn như cắt ra xé thì càng thêm tàn phá thần hồn của tạ huẩn. Tưởng chừng như thần hồn cô ấy sẽ thiêu dụi bất cứ lúc nào, thấy cảnh tan thương này A à Lê đứng ở bên cạnh quan sát không cầm được nước mắt. Nhưng mà, trong lòng tạ ẩn không hề cảm thấy sợ hãi cái chết. Cái gì gọi là quy nguyên tịch tạ, đó là tất cả quay về thuở ban đầu, một đao bộc phát ra sức mạnh hỗn độn bổn nguyên. Nghiệp hỏa có mạnh đến mấy, cuối cùng cũng không thể ra khỏi ngũ hành. Chỉ nghe tạo ẩn hét lên một tiếng, thanh đao mang sức mạnh hỗn độn bùng nổ. Trong chớp mắt lốc xoáy nghiệp hỏa của địa tàng vương thiên tôn bỗng dưng nổ tung, hàng ngàn nghiệp hỏa rơi vung vãi xuống núi không tang. Đợi khi mọi chuyện đã lắng xuống, tạo ẩn và địa tàng vương lần lượt đứng trên mặt đất. Nghiệp hỏa trên người tạo ẩn bùng cháy dữ dội, ngọn lửa đã nuốt trọn bộ giáp sắt của cô ấy, máu tươi chưa kịp nhiễu xuống đã bị nghiệp hỏa thiêu rụi một nửa khuôn mặt đã lộ ra xương trắng bị cháy đen, tóc mai đã bị thiêu rụi. Dường như nó có thể thiêu rụi hết máu thịt ở trên người, biến tạo ẩn thành một bộ xương khô. Nhưng mà, trên mặt tạo ẩn không hề có vẻ gì là tuyệt vọng hết, thậm chí khóe miệng cô ấy còn nở ra một nụ cười đắc ý. Địa tàng vương luôn xuất hiện với bộ dáng trang nghiêm, gọn gàng và thần thánh. Giống hệt như bức tượng của ông ta xuất hiện ở 18 tầng địa ngục để siêu độ cho đám quỷ hồn, trước khi diễn ra trận chiến phong thần không hề mang sát khí ngút trời không hề có sự phẫn nộ tột cùng dường như ông ta đã tìm thấy sơ tâm ban đầu tại sao cô không giết ta địa tàng vương hỏi ta cần phải ra tay giết ông sao tạo uẩn nhàn nhã trả lời đúng là không cần nữa rồi nói xong thần hồn của địa tàng vương thiên tôn rời khỏi thân thể bay thẳng đến nhân gian sau khi thần hồn rời khỏi thể xác thì cơ thể của địa tàng vương thiên tôn cũng tan thành mây khói từ nay về sau âm thi đã mất đi một chiến tướng đỉnh cấp mà nơi địa ngục biển khổ vô biên lại có thêm một người lái đỏ độ kiếp. Chương 1065, cuộc chiến thảm khốc một Thất bại thảm hại của địa tàng Vương Thiên Tôn đã tổn hại nghiêm trọng đến sĩ khí của đại quân MT. Từ lúc chứng kiến sự lợi hại của thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết tại đình viện bắc đầu quần tinh, nỗi khiếp sợ trước sức mạnh của tạo ẩn đã in sâu vào trong lòng đám chiến tướng Thiên Tôn âm ti. 500 năm trước thì có phá quân sách đao xuống âm ti, dùng quy nguyên tịch tà chém nước sông Vong Xuyên, tiếp đó, ở trận chiến bắt đầu quần tinh, Tạo Uẩn dùng một đao kích hòa trận âm cực sinh sát phần diệt âm hồn, tiêu diệt 500 vạn đại quân âm ti. Hiện giờ, chiến tướng mạnh nhất âm ti, chỉ xếp sau nữ đế, con át chủ bài của châu khất, địa tàng vương đã bị một đao quy nguyên tịch tà đánh bay hộ thể công đức, hóa thành cho bụi. Tuy địa tàng vương thiên vẫn chưa chết, nhưng người của MT đều biết, cho dù ông ta có thể ngưng tụ một thân xác mới, cũng sẽ không tiếp tục chiến đấu vì MT nữa. Lửa giận của châu khất bốc lên đỉnh đầu, vừa đúng lúc hai đại giám sát sứ dẫn theo 200 vạn tàn binh đến diện kiến. Sĩ khí của đội quân MT bùng nổ, Châu Khất tự mình ra trận, tay cầm kiếm công nước Bích Lạc Hoàng Tuyền Đại Đế, kiếm hướng thẳng về phía núi Không Tang, đưa ra lời tuyên chiến. Ý chí chiến đấu của MT dâng cao, như ngọn sóng thần muốn nuốt trọn lấy núi Không Tang. Lúc này đây, đội quân của Ma đạo đã giảm xuống còn một nửa, mà sau khi hai đại giám sát sứ dẫn binh đến tập hợp cùng MT thì quân số phe địch đã tăng lên gần 700 vạn binh. Không chỉ có lợi thế áp đảo về mặt quân số, MT còn có thêm pháp trận quy mô lớn, cùng hàng tá pháp bảo và thiên tôn. Mới mở màn thì Châu Khất chỉ chiến đấu theo quy tắc thông thường, bây giờ đã quyết định phát động công kích trên diện rộng, đại quân ma đạo hoàn toàn không có khả năng phản kháng, hai quân chỉ mới giao chiến một lúc, đã khiến trăm vạn người phải bỏ mạng. Thần hồn A Lê đã suy yếu như ngọn đèn trước gió, cô bé không còn sức chân áp chiến tướng thiên tôn của MT nữa. Chỉ có tạo ẩn tay cầm ma đao, một mình nghênh chiến với hai đại giám sát sứ. Sau khi Nguyên Phượng Hy Hòa chạy vội đến núi không tang, tuy rằng nhận được sự giúp đỡ từ ngọn gió phục hồi của phong chủ ngay lập tức, thế nhưng, bởi vì thần niệm đã hao tổn quá nhiều, nên không thể chịu hồi liệt diễm chi hải, cũng không đủ sức thi triển quang minh đạo tiêu và liệt diễm chi dực. Toàn bộ sức mạnh đã mất hết, chỉ đành chọn cách đánh cận chiến. May mắn thay, thân thể của Nguyên Phượng rất cường tráng, đánh cận chiến cũng không sợ sát khí của thiên tôn, dùng sức mạnh của chính mình để chống lại hơn mấy trăm thiên tôn chiến tướng MT. Nhưng mà, mà đạo chỉ còn mỗi hai đại tướng là Tạ Uẩn và Hy Hòa nên hoàn toàn không đủ sức phản kháng lại đòn tấn công của đại quân MT, đại quân ma đạo lại tiếp tục tổn thất trăm vạn quân lính. Đợi Lâm Thanh Thủy kéo theo tàn binh nhân tộc Hồng Hoang ở núi Lưu Ba đến Chi Việt, nơi này đã biến thành một biển máu, không biết có bao nhiêu đệ tử ma đạo đã tan xương nát thịt dưới chân núi không tang. Sĩ khí của quân MT tăng vọt, giúp trận cửu U Minh Vương sinh sát đoạt giữ của tứ đại Minh Vương cũng nhận được thêm ban phước. Thuần quân vốn có thể miễn cưỡng chống chọi một chút nhưng bây giờ áp lực trên vai cô ấy đã tăng lên gấp bội. Cô ấy không thể thong thả thi triển kiếm khí lưu hình nữa, buộc phải dùng quỷ kiếm bay lên cao để tránh né sát khí. Nhưng mà sát cơ vẫn không hề ngừng lại, giống hệt như những cơn sóng thần đáng sợ, ngay khi sự cân bằng của hai phe bị phá vỡ, thì thuần quân càng lúc càng gặp bất lợi hơn. Bản thân thuần quân cũng hiểu rõ điều đó, dứt khoát từ bỏ hình người, hóa thành thanh kiếm khổng lồ. Ngựa kiếm uy phong lẫm liệt, kiếm khí tung hoành ngang dọc. Trên chém vân mây, dưới chạm mặt đất, nhưng mà, ngựa kiếm tuy kiêu hùng, nhưng lại tiêu tốn kha khá thần niệm của thuần quân. Quan trọng hơn, trận cửu U Minh Vương sinh sát đoạt giữ có thể trực tiếp chiếm hết sát khí của thuần quân. Thuần quân miễn cưỡng giải phóng sát cơ, nên phản phệ trên người cô ấy càng lúc càng khủng khiếp hơn. Thuần quân càng chiến đấu thì tốc độ lại càng suy giảm, Lúc mới hóa thành ngự kiếm cô ấy vẫn còn cơ hội rời khỏi không gian này, nhưng bây giờ hơi thở của cô ấy đã bị trận pháp khóa chặt. Nhìn thấy thuần quân đang vùng vẫy giữa sống chết, trong lòng A Lê vô cùng đau xót. Nhưng mà bây giờ tốc độ hồi phục của thần hồn trở nên vô cùng chậm chạp, trong thời gian ngắn cô bé không thể chiến đấu được. Ngoài lo lắng cho sự sống chết của thuần quân, chứng kiến thương vong bi thảm của đại quân ma đạo càng khiến trái tim của cô bé tan nát. Dưới chân núi Không Tang, con số thương vong đã lên đến 700 vạn người. Nếu tính thêm số dũng sĩ nhân tộc hồng hoang đến chi viện và nhóm đệ tử vong hồn đến góp sức thì hiện chỉ còn lại 300 vạn người. chương 1066, cuộc chiến thảm khốc 2. Từ lúc âm ti phát động cuộc tổng tiến công đến giờ, 700 vạn đại quân chỉ tổn thất 100 vạn, vẫn còn 600 vạn đại quân, quân lực nhiều gấp đôi đại quân ma đạo. Xét theo tình hình chiến đấu hiện giờ, phòng tuyến núi không tang sẽ không thể giữ vững được. Một khi núi không tang thất thủ, đại quân âm ti có thể tiến thẳng từ biên giới phía nam xâm nhập vào quy khư. Đến lúc đó, dân chúng vạn tộc ở núi Bất Chu sẽ bị đội quân âm ti tiêu diệt. Thật ra, lựa chọn tốt nhất của ma đạo hiện giờ là ngay lập tục ra lệnh rút quân, lùi về núi Bất Chu. Núi Bất Chu được trận vạn tiên bảo vệ, việc phá trận pháp tuyệt đối không phải chuyện dễ. Chính vì lo lắng cho an nguy của người dân sống ở biên giới phía nam quy khư, đệ tử ma đạo mới liều sống liều chết, quyết một trận ác chiến với âm ti nếu ma đạo đã chọn quy khư làm tổ đình thì phải có trách nhiệm bảo vệ người dân vạn tộc sống trong quy khư ngày càng nhiều đệ tử ma đạo ngã xuống nhưng mà cho dù âm ty dồn sức chèn ép nhưng vẫn không thể công phá được phòng tuyến không tăng cuối cùng nguyên nhân là tại vì người dân vạn tộc quy khư đang vội vã chạy tới nơi này những yêu thú quái vật hay trốn sâu trong núi những cấm vệ binh thổ tộc đang chấn giữ thành thủ dương người dân thổ tộc đoàn hiến tế hỏa tộc người dân hỏa tộc thậm chí có thêm nhiều âm linh vừa mới chết cách đây không lâu, đều đang đổ dồn về phía không tang. Việc họ chạy đến đây, không phải nhờ nhận được ý chỉ của Khương Tuyết Dương, cũng không phải do lời kêu gọi của phong chủ. Mà xuất phát từ lời thề quyết cùng tiến cùng lùi cùng sống cùng chết bảo vệ quy khư. Nhìn thấy cảnh tượng bi tráng này, Nguyệt thần A Lê không kiềm chế được đau xót nước mắt tuôn trào như mưa rơi. Trong lòng cô ấy hiểu rõ đây là sự lựa chọn như thế nào, bởi vì đa phần trong số họ, từ thời khắc bước lên chiến trường, đã định sẵn kết cục sẽ chôn thân tại đây. Đây là một cuộc chiến thảm sát, thậm chí dù có bao nhiêu người chết cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Vì với sức mạnh chiến đấu của họ, dù có hợp sức cùng nhau cũng khó giết được một âm binh. Thế nhưng, họ vẫn quyết định đến đây, đến nơi này, dùng cơ thể máu thịt của mình, dùng cái chết bi thảm của mình để nói với ma đạo, không phải chỉ có mình ma đạo chiến đấu chống lại kẻ thù, còn có bọn họ nữa. Kể từ đại nạn hồng thủy do trời ban cho, dân chúng quy khư chưa từng trải qua thương vong quy mô khủng khiếp kinh hoàng như ngày hôm nay. Mà hôm nay, vì núi ngọn không tang, người dân vạn tộc quy khư, thể chết cũng phải bảo vệ biên giới phía Nam. Trận chiến ở biên giới phía Nam, thương vong đã lên đến ngàn vạn, mà con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên. Mà đạo đã giải quyết xong cuộc chiến ở phía Bắc và phía Đông, chỉ còn cuộc chiến ở núi Côn Ngô phía Tây vẫn đang tiếp tục. Nhìn thấy nhiều người dân quy khư liều mạng chạy đến biên giới phía Nam, Khương Tuyết Dương ra lệnh, ngoài những đệ tử đang canh giữa trận vạn tiên, toàn bộ những đệ tử khác đều đổ dồn về ở núi không tang. Ba ngàn năm trước, cuộc chiến thảm khốc nhất có thương vong khủng khiếp nhất nổ ra ở đao kim ngao tổ đình ma đạo. Ba ngàn năm sau, tại núi không tang của tổ đình quy khư lại lần nữa tái diễn trận chiến thảm khốc chấn động cả tam giới. Thiên đường có lối, ma đạo quyết không đi, quỷ thần minh minh, tự tư tự lược, núi không tang, xác chết chất chồng như núi, máu chảy thành sông, rồi cuồn trào như biển lớn đối diện với hàng trăm hàng ngàn người dân quy khư giết không hết đếm không xuể, mấy kẻ phía đại quân âm ti đều như hóa thành ác ma địa ngục. Giết chóc là tội ác, nhưng lúc bây giờ có ai còn nhớ đến mấy chuyện này. Trong cuộc chiến hỗn loạn, chỉ nghe thấy tiếng kêu gào thất thanh. Bỗng dưng có tiếng kim loại vỡ vụn vang lên tưởng chừng như nghe tiếng hét từ chốn địa ngục. Cơ thể A Lê run rẩy, sắc mặt thoáng chốc đã trắng bệch như tờ giấy. Tiếng kim loại vỡ vụn kia phát ra từ chỗ thuần quân, điều này có nghĩa kiếm linh thuần quân đã chết mất sắc rồi. Thuần quân quyết định tự bạo kiếm thể, kiếm khí bùng nổ, hóa thành sát cơ canh kim vô tận tấn công đại quân âm ti. Thoáng chốc trời đất chìm vào bi thương, hàng ngàn hàng vạn quân sĩ âm ti chết dưới kiếm khí. Đến cả tứ đại minh quân, cũng không kịp chạy thoát, bị đánh đến trọng thương khắp người. Phong chủ vẫn luôn lượn lờ quanh trận cửu U Minh Vương sinh sát đoạt giữ, nhìn thấy trận đã bị phá, phong chủ dứt khoát hóa thành cơn lốc xoáy nhảy vào trận dành lấy mảnh tàn hồn của thuần quân rồi bay thẳng đến núi Bất Chu. Nhìn thấy cảnh này, A Lê nhanh chóng dùng thần niệm khó lắm mới hồi phục được, thì triển nguyệt thần sa đạo nhắm chuẩn mấy chiến tướng thiên tôn MT đang đuổi theo phong chủ. Cuối cùng đã giúp thuần quân giữ lấy cơ hội sống, để phong chủ mang cô ấy an toàn quay về đỉnh núi Bất Chu. Thuần quân đã tự bạo kiếm thể giết chết mười mấy vạn đại quân âm ti, mang lại tia hy vọng cho đội quân ma đạo đang chìm sâu vào nỗi đau mất mát. Sau đó, tạo ẩn tiếp tục chém xuống một đao quy khư tịch tà và đã giết chết âm ti giám sát sứ nhân đạo. Thế nhưng, núi không tang vẫn đang đối diện với nguy hiểm trùng trùng. Đại quân âm ti sát khí sung thiên, nhưng quân số của ma đạo càng lúc càng ít. Chứng kiến núi không tang sắp sửa trụ không vững, phía tây bỗng nhiên gầm tiếng một tiếng hống. Tổ Long Ngạo Phong quyết định kéo lê thân rồng khổng lồ, vội vàng chạy tới bên này. Ngắm nhìn A Lê một lúc, rồi sử dụng sơn hải quyết, hóa thành ngọn núi khổng lồ, sáng ngang với sơn mạch của ngọn côn ngô, đáp xuống chỗ đại quân âm ti ở phía dưới. 300 vạn đại quân âm ti bao gồm mấy trăm chiến tướng thiên tôn âm ti, bị ngạo phong đẻ bẹp, tan xương nát thịt. Mà ngạo phong vì đốt cháy thần hồn, sau khi Thủy Kỳ Lân hóa thân thành vực Kỳ Lân, cậu ấy đã kế nhiệm yến tháp trở thành lá chắn bảo vệ biên giới phía nam quy khư, dùng máu thịt của mình xây thành dựng lũy. chương 1067, Kiếm ngự bát hoang một. Lúc quy khư diễn ra cảnh chiến tranh vô cùng bi tráng, tôi và Kiêm Hà đang đối đầu với chiến tranh lãnh chủ ở trên không bên ngoài quy khư. Vì vậy, cờ chiêu hồn lãnh đạm nặng nề ở giữa huyền quan của tôi, ngay cả ý chí anh linh của những đệ tử ma đạo tử chiến cũng không thu vào được. Đợi khi tôi trở lại quy khư, toàn bộ quy khư đã bùng cháy ngọn lửa chiến tranh. Ngạo Phong giết 300 vạn đại quân âm ti trong một trận chiến, cũng không khiến Châu Khất lui quân, trái lại còn khiến hắn điên cuồng hơn. Vì Châu Khất đã không còn đường lui, Châu Khất huy động 1.200 vạn quân tấn công vào ma đạo tổ đình quy khư, chiến đấu đến nay chỉ còn hơn 300 vạn quân lúc trận chiến phong thần vừa mới bắt đầu, quân lực âm ti mạnh nhất tam giới, rất nhiều vị thần, thiên tôn cũng rất nhiều. Ai ngờ một trận chiến với ma đạo, phút chốc nền tảng bên trong bị rút sạch, trở lại nguyên hình. Ngũ phương quỷ đế toàn bộ đều thất thủ, ba vị đại giám sát hiện tại chỉ còn một vị, thiên tôn chiến tướng thương vong hơn 700 người. Lực chiến mạnh nhất là địa tảng vương thiên tôn không còn, thần hồn hóa thành thuyền người vượt qua biển khổ. Âm ti không thiếu âm binh quỷ tướng, nhưng các vị thần đạt thiên tôn thì sao? thiên tôn khó chứng, nhưng tại sao lần này âm ti lại có rất nhiều thiên tôn chiến tướng là bởi vì thiên đạo lừa dối, cho âm ti cơ hội luyện tập nhiều vô tận. Nếu vào thời điểm bình thường, trăm năm khó có được một thiên tôn, trừ khi bản thân đi vào huyết hải phù đồ bắt đầu toi luyện bằng việc trải qua sinh tử. Tuy nhiên, sau khi vạn quỷ chi mẫu bị cửu u nữ đế chém chết, huyết hải phù đồ đã không còn là nguồn tai họa của âm ti. Đương nhiên cũng không có cơ duyên để toi luyện bằng việc trải qua sinh tử để chứng thiên tôn. Thiên đạo bị vướng vào nhân quả, không thể cho âm ti thêm cơ duyên nữa, do đó tổn thất hôm nay của âm ti cũng là mãi mãi không thể bù đắp được. Châu khất sốt cuộc cũng đã hiểu vì sao tam giới phải hợp sức nhau mới dám tấn công ma đạo tổ đình ở Kim Ngao Đảo, bởi vì không bên nào có thể một mình tấn công ma đạo tổ đình. Hôm nay ở Quy Khư, đạo tổ không có ở đây, phá quân cũng không về. Người dẫn dắt toàn bộ tình hình chỉ có Khương Tuyết Dương trên núi Bất Chu, tuyến phòng ngự lớn nhất chỉ là Vạn Tiên Trận. Chu Khất cử 1.200 vạn quân, Nữ Oa cử 500 vạn quân. Cái giá của trận huyết chiến này là gì? 300 vạn thiên ma bên ngoài của Nữ Hoa đã bị tiêu diệt một cách không thương tiếc ở vực Đồng Lô, chiến tướng hạng nhất là Hắc Ám Chi Chủ Đế Giang bị hy hòa giết chết. Đại quân cự thú trên không bị tổ long ngạo phong lấy năng lực rời núi lấp biển vừa bắt đầu đã tiêu diệt một nửa. Một nửa còn lại vẫn đang chiến đấu quyết liệt với Lưu Phong Sương ở Tây Hải, nhưng đã trở nên càng lúc càng đuối sức, toàn quân bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Trận chiến phía bắc núi Lưu Ba, đại quân vong hồn của Bắc Minh Tú không đánh lại âm ti, mà bản thân anh ấy cũng không cách nào đối địch lại hai vị sứ giả giám sát của đại quân âm ti, làm sao lại để đại quân âm ti dễ dàng giành thắng lợi như vậy. Không ngờ Bắc Minh Tú lại dũng mãnh không sợ chết, không tiếc đốt cháy thần hồn đến khi sinh mệnh sắp tàn, tập hợp đội quân vong hồn cũng từng người từng người chiến đấu kịch liệt đến cùng, kiên cường đem trận chiến kéo dài đến khi Hy Hòa đến cứu viện. Sau đó Hy Hòa ra tay, thiên tôn âm ti rất xuống như mưa. Phượng Hoàng lửa bảy màu nhầm vào giữa đại quân âm ti mà thi triển uy lực, giết chết vô số âm binh âm ti. Trận chiến phía nam núi Lưu Ba, âm ti đã có thu hoạch, giết chết ma đạo ngân hồ Bạch Vô Nhai. Nhưng cái chết của một mình Bạch Vô Nhai lại kéo theo ba vị đại quỷ đế của âm ti cũng chôn theo cùng. Trận chiến núi không tang, đích thân châu khất chấn thủ, giết ma đạo máu chảy thành sông, xương chất như núi. Địa tạng vương đích thân ra trận, ban đầu nắm chắc 10 phần sẽ diệt đi ma đạo thái cổ nguyệt thần, triệt để nắm chắc thắng lợi. Ai ngờ Khương Tuyết Dương đem ra vạn tiên trận triệu ra một thanh đao vốn dĩ để trừ ta, khiến địa tạng vương rơi vào cảnh khốn cùng. Tiếp theo, đại quân âm ti tụ hội lại, toàn quân tấn công. A Lê không còn khả năng chiến đấu, tạo ẩn đơn độc khó mà chống trả nổi, thậm chí Lâm Thanh Thủy và Nguyên Phượng Hi Hòa cứu viện cũng không thể giúp ma đạo xoay chuyển tình thế ở núi không tang. Nhưng ai có thể ngờ rằng, thuần quân lại xả thân, tự cho nổ tung kiếm thể. Tổ Long Ngạo Phong sẽ bỏ cuộc chiến ở phía Tây Quy Khư, lựa chọn đốt cháy thần hồn, lấy thân thể tổ long hóa thành núi xanh, trấn áp 300 vạn đại quân âm ti. Người của ma đạo toàn bộ đều là kẻ điên, ngoài câu này ra, châu khất không nghĩ ra câu nói nào khác để nhận xét về chiến tướng ma đạo. Người của ma đạo có thể đều điên rồi, châu khất cũng có thể như vậy. Vì vậy, một mặt hắn tiếp tục đem quân âm ti tấn công núi không tang, một mặt âm thầm thi triển huyết tế hoàng tuyển hổ phù, mở ra con đường thông từ 18 tầng địa ngục đến nhân gian chương 1068, kiếm ngự bát hoang 2. Hắn muốn lấy danh bác âm đại đế triệu hồi ra toàn bộ ác quỷ từ 18 tầng địa ngục, đem ma đạo tổ đình quy khư biến thành địa ngục trần gian. Đây là át chủ bài mạnh nhất của Châu Khất, làm vậy sẽ rất hao tổn công đức của hắn, nhưng Châu Khất cũng không quan tâm. Mấu chốt là hắn ta biết hắn ta làm như thế, thiên đạo sẽ không can thiệp. Hơn ngàn vạn ác quỷ từ 18 tầng địa ngục, mặc dù lực chiến của chúng bình thường không mạnh bằng quân âm ti chính quy, tuy nhiên nhờ số lượng đông đảo, hơn nữa còn mang theo oán khí hung ác, lực sát thương đối với sinh linh quy khư vẫn hơn âm quân bình thường. Khu vực biển phía bắc quy khư, biên cương không có tướng lĩnh trông coi, vạn quỷ đang đến, sau khi đổ bộ, lập tức bắt đầu tàn sát tất cả mọi sinh linh ở biên cương phía bắc. Khu vực biển phía tây quy khư, Lưu Phong Sương dẫn theo đội quân yêu tộc vừa giết sạch cự thú hung ác trên không, đang muốn đem quân chi viện đến phía nam núi không tang, đột nhiên nhận thấy trên mặt biển gió âm phong thổi cuồn cuộn, đột nhiên vô số oán linh ác quỷ trồi lên lướt trên mặt nước. Đại quân yêu tộc vốn đã chịu thương vong nghiêm trọng, chỉ còn lại 60 vạn quân, nhưng số lượng ác quỷ lại có hơn trăm vạn. Dù trong lòng Lưu Phong Sương đã quyết liều chết, nhưng trong tình cảnh này thâm tâm cũng rơi vào tuyệt vọng. Tuy nhiên, cô ấy vẫn không chọn cách chạy trốn, mà hét lên đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng rồi cầm đao lao vào đại quân ác quỷ địa ngục. Khi thông đạo từ 18 tầng địa ngục tới nhân gian mở ra, mặt biển vô tận trong nháy mắt nổi gió âm u ảm đạm. Khi từng lớp từng lớp xương đen dâng lên, vô số quỷ lệ hung ác cũng xuất hiện từ trong màn xương đen. Dây dày đặc đặc nhiều vô số kể, ác quỷ và quân âm ti không thể hòa hợp với nhau, vì vậy đợi sau khi hung hồn lệ quỷ xuất hiện, châu khất ra lệnh phát động cuộc tấn công toàn diện từ ba phía tiến vào quy khư, diệt đi hết thảy sinh linh ở quy khư. Khu vực biển phía đông quy khư, dũng sĩ hồng hoang của nhân tộc lưu lại canh giữ trên núi lưu ba nháy mắt bị áp đảo bởi ác quỷ hung hồn, Tiếp theo, chúng sinh vạn tộc ở phía đông quy khư bắt đầu cảm thấy sát khí hung ác của địa ngục. Ở quy khư cuộc chiến vẫn chưa hề dập tắt và đã bắt đầu biến thành địa ngục. Đây thực sự là tai họa ngập đầu, có thể hình dung là một khi ma đạo bại trận, quy khư sẽ trở thành nơi chết chóc thật sự. Khương Tuyết Dương toàn lực kiểm soát vạn tiên trận, không ngừng phóng ra sát ý về bốn phía quy khư. Địa ngục tuy nhiều ác quỷ, nhưng nhìn chung lực chiến không mạnh cũng không có phép thuật thần thông để hộ thể, không chịu nổi sự tàn sát của vạn tiên trận. Nhưng tầm bao phủ sức mạnh Vạn Tiên Trận phát ra cũng có giới hạn, địa ngục tiếp nối ở những nơi không nằm trong phạm vi trận pháp bao phủ bị oán linh ác quỷ xâm chiếm. Nhìn về biển phía tây, khi nhận thấy ánh sáng thanh kiếm xanh nhỏ của Lưu Phong Sương bắt đầu trở nên ảm đạm, Hương Tuyết Dương hạ lệnh Lưu Phong Sương lui quân. Đồng thời dùng thần niệm truyền tin đến chúng sinh quy khư, toàn bộ lui quân về núi Bất Chu. Chỉ có ở phía nam biên cương núi Không Tang vẫn đang chiến đấu với đại quân âm ti. Bởi vì Vạn Tiên trận hiện tại phải dùng toàn lực đối phó với ác quỷ địa ngục, nên đã không thể chịu nổi sự tàn sát của đại quân chính thức âm ti. Trận chiến dài dằng dặc, lấy bóng tối làm khởi đầu, sau đó bình minh không còn xuất hiện nữa. Khi tôi gấp rút quay về núi Bất Chu, tình thế cuộc chiến phải đối mặt đã trở nên như vậy. Sau khi được Phong chủ đem phục tô chi phong truyền luồng sinh cơ mạnh mẽ vào thất khiếu linh lung tâm của tôi, lực chiến của tôi hiện tại đã sớm hồi phục do tôi đã luyện thành bất tử chiến hồn uy lực của thái cổ tam kiếm lại lần nữa mở khóa giải phóng thần niệm cảm nhận quy khư tan vỡ tôi nghe thấy vô số oán hồn gào khóc từng tất đất đều phát ra tiếng rên rỉ đau đớn tôi không thể chịu được khi nhìn kỳ lân nhai không chịu được khi nhìn về biên cương phía nam chỉ là cơn mưa hoa bỉ ngạn rơi xuống cờ chiêu hồn giữa huyền quan cũng đủ khiến tôi mãi không thể nào quên được nhưng tôi biết hiện tại không phải là lúc tôi rơi lệ vì quy khư Hiện tại Châu Khất đã dùng hết những át chủ bài của mình, liền dùng đến những thủ đoạn bản thiểu nhất, nhưng Nữ Oa còn chưa dùng đến át chủ bài của mình. Nữ Oa có thể quay lại quy khư, tuyệt đối không chỉ có hai đại quân thiên tôn ở bên ngoài và cự thú trên không. Cô ấy nhất định vẫn còn có át chủ bài khác chưa dùng đến chính là vì đang đợi tôi. Châu Khất cũng vậy, hắn chưa tham chiến cũng là vì đợi tôi. Ngoài bọn họ ra, sứ giả chiến tranh của Thiên Đạo cũng có sát ý với tôi tôi không biết có bao nhiêu người trên khoảng không hư không kia đợi tôi để ra tay thậm chí tôi không biết sau lần rút kiếm này tôi còn có thể tiếp tục ở lại quy khư hay không thái cổ tam kiếm hợp nhất đã dẫn đến sự phẫn nộ của thiên đạo càng đến gần việc luyện thành chiến hồn bất tử khiến cho hắn đối với tôi càng không thể chịu đựng nổi nữa nếu không có thân phận đứa con của vận mệnh bảo hộ tôi thì tôi đã rơi vào tay thiên đạo rồi nhưng quy khư không thể đổ máu nữa lần này tôi ắt phải thách thức giới hạn của thiên đạo tuyết dương triệu tập tất cả đệ tử ma đạo trên núi không tang lệnh toàn bộ chúng sinh quy khư tập trung ở chân núi bất chu tôi nói núi không tang không thể thất thủ nếu không tôi lo rằng vạn tiên trận sẽ không chịu nổi sự tấn công của đại quân mt khương tuyết dương lo lắng nói đừng lo lắng nữa hãy cứ làm theo lời tôi nói khương tuyết dương liếc nhìn tôi một cách sâu sắc rồi bắt đầu truyền lệnh phong chủ đi tri viện cho lưu phong sương đem toàn bộ giải quân yêu tộc còn lại đến tiếp viện vào phạm vi bảo hộ của vạn tiên trận Tiếp sau đó, dưới sự toàn lực bảo vệ của Hy Hòa, đệ tử ma đạo tham gia trận chiến ở núi không tang cũng như chúng sinh quy khư từ bốn phương tám hướng tập trung về núi không tang cũng đều lần lượt lui về tầm bảo vệ của vạn tiên trận. Đợi đến khi toàn bộ đệ tử ma đạo, chúng sinh quy khư đều tập trung dưới chân núi bất chu, vạn tiên trận bởi vì sát khí nặng nề mà lập tức trở nên cực kỳ mong manh, có nguy cơ bị phá vỡ bất kỳ lúc nào. Đặc biệt là ở phía nam, chiến tướng thiên tôn của đại quân âm ti rất đông, bọn họ có thể tấn công vào gốc rễ của vạn tiên trận. Vào lúc này, tôi giơ lên côn luân tuyết trong tay. Côn luân tuyết nặng tựa ngàn quân, vì thanh kiếm này đã được tôi chút hết phẫn nộ và sát ý vào. Phong chủ, đưa ta lên thanh vân. Ta quay đầu nói với phong chủ, côn luân tuyết rất nặng, đến mức tôi không bay nổi lên không trung. Trái tim tôi cũng nặng chịu giống như vậy. Phong chủ không hỏi câu nào, một cơn gió chúc phúc phút chốc mang tôi lên không trung. Tôi không biết bên dưới có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chăm chú nhìn theo tôi so với ma đạo tổ sư, tôi nợ ma đạo rất nhiều. Ông ấy chọn chết ở hoàn hồn nhai, cứu sống không biết bao nhiêu đệ tử ma đạo. Nhưng vì tôi không muốn thỏa hiệp, đã khiến ma đạo, khiến toàn cõi quy khư phải trả một cái giá rất đau đớn. Thậm chí, nếu tôi trở lại trễ nửa ngày, toàn quy khư sẽ trở thành nơi chết chóc. Tôi không chịu nổi khi nhìn vào mắt họ, lặng lẽ niệm câu quỷ thần minh minh tự tư tự lượng rồi trực tiếp phung kiếm hướng về bốn phương tám hướng. Đạo tổ xuất kiếm, kiếm ngự bát hoang chương 1069, quy khư chết hiểu một. Sau khi tu vi đạt đến cảnh giới đạo tổ mạnh nhất sẽ có thể tự mở ra vùng lãnh địa cho riêng mình. Ví dụ tử vong lãnh địa của Thùy Họa, ám dạ lãnh địa của ám ảnh dạ ma, hắc ảnh lãnh địa của Đế Giang, liệt diễm lãnh địa của Hy Hòa, chiến tranh lãnh địa của chiến tranh lãnh chủ. V. V. Mỗi lãnh địa đều tràn ngập nguồn lực sơ khai hỗn độn vô cùng thuần khiết của chính nó và do chính nó điều khiển. Trước kia tôi không có lãnh địa của mình là vì thần niệm của tôi không đủ mạnh, ngay cả hỗn độn kiếm hải cũng không cách nào ngưng tụ được thì làm sao có thể mở ra lãnh địa đòi hỏi phải có rất nhiều thần hồn nhưng hôm nay khi bay lên đỉnh núi bất chu đối mặt với quy khư đại địa đầy đau khổ và đẫm máu chiến hồn bất tử bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ nhất trong cơn giận dữ trực tiếp khiến tôi mở ra được kiếm khí lãnh địa của bản thân kiếm khí lãnh địa vừa mới thành hình đã bao trùm lên toàn bộ núi bất chu sức mạnh vượt qua cả hỗn độn kiếm hải tôi không dùng đến sát ý do đó kiếm khí lãnh địa của tôi sẽ không ảnh hưởng gì đến đệ tử ma đạo chúng sinh quy khư nếu như kiếm khí lãnh địa của tôi bảo vệ núi bất chu đừng nói chiến tướng thiên tôn đến cả châu khất và nữ oa cũng phải trùn bước tuy nhiên tôi xuất kiếm không phải là vì bảo vệ mà để tàn sát và tiêu diệt bởi vì sức mạnh quá lớn kiếm khí lãnh địa của tôi chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn chiến hồn bất tử cũng không cách nào duy trì sự tồn tại của kiếm khí lãnh địa hơn nữa nếu tôi không đem một lòng tràn đầy phẫn nộ trực tiếp khơi dậy sự phẫn nộ của chiến hồn bất tử tôi cũng không thể mở ra kiếm khí lãnh địa với trình độ kiếm thuật hiện tại của mình sở dĩ thiên đạo có thể một mình quét sạch thái cổ thần ma tam giới chính là dựa vào uy lục của thái cổ kiếm vực nhưng hiện tại tôi cách xa cảnh giới kiếm thuật thiên đạo vẫn còn cách quá xa sau khi thái cổ kiếm vực hiện ra châu khất ở trên không biên giới phía nam quy khư lập tức kinh ngạc đến biến sắc các vị thần âm ti khác không biết sức mạnh thái cổ kiếm vực nhưng châu khất thì lại biết Thái cổ kiếm vực là sức mạnh chỉ thiên đạo mới có. Châu Khất không chút do dự ra lệnh đại quân âm ti rút lui, cách xa quy khư. Nhưng do Châu Khất nóng lòng báo thù, nên đại quân âm ti đã vào rất sâu bên trong quy khư, làm sao có thể dễ dàng rút khỏi quy khư trong một đoạn thời gian ngắn như vậy? Các vị thần thiên đạo có thể trốn thoát hàng ngàn dặm trong tích tắc, nhưng 300 vạn âm quân quỷ tướng phổ thông đừng hòng trốn thoát khỏi quy khư. Nếu trốn không thoát, thì chờ đợi họ chính là thật sự bị chôn vùi. Ngoài đại quân âm ti còn có những ác quỷ hung ma đến từ 18 tầng địa ngục, bọn chúng cũng sắp được chôn vùi cùng với đại quân âm ti. Quy khư huyết chiến đã nhiều này không thấy bình minh, dường như đã bước vào màn đêm vĩnh viễn. Không phải là bình minh phá vỡ đi sự phong tỏa của bóng tối mà là kiếm khí của tôi. Ngũ hành vì ta nhậm ý du, lục đạo chúng sinh ra hữu duyên. Mạn đạo hùng quan chân như thiết, vô danh cung nội tận thiện ngôn. Sao dịch nghĩa, ngũ hành tùy ý theo ta đi đến bất cứ đâu, lục đạo chúng sinh đều có duyên số. Đừng nói cửa quan cứng như thiết, bên trong cung điện vô danh đầy lời hay. Xâm phạm đến quy khư của tôi, thần hồn cũng phải chết ở quy khư. Chém, khoảnh khắc từ chém được nói ra, thái cổ kiếm vực ầm ầm nổ tung, kiếm khí lấy núi bất chu làm trung tâm, bắn tỏa ra bốn phương tám hướng. Gió bắc thổi cỏ lay, cơ hồ trời tháng tám tuyết bay đầy. Kiếm khí lạnh lẽo chết chóc, thần hồn đóng băng, chém giết giữa trời đất. Ác quỷ không trốn thoát, hung hồn bị phân tán. Trong phút chốc, ác quỷ hung hồn của 18 tầng địa ngục đều tan thành cho bụi. 300 vạn đại quân âm ti hóa thành khói bụi, tôi không biết thanh kiếm này đã giết đi bao nhiêu người. Tôi chỉ biết bất luận tôi giết bao nhiêu, thì đều không cách nào khiến hoa bỉ ngạn trên cờ chiêu hồn lại lần nữa nở trong nhân gian. Phong ba tạm lắng xuống, mặt biển lại thổi luồng gió thanh mát, thổi bay bao nhiêu ngày gió lạnh lẽo ổ uế bao trùm lên quy khư, nhưng không thổi bay những đau thương bao trùm trong tim của chúng sinh quy khư. Bắc có kỳ lân nhai, Nam có núi tổ long. Ngân Hồ Bạch Vô Nhai cũng không cách nào trở lại bên người yêu nữa. Hắc ám cự long Liễu Chi Nhung chỉ còn sót lại một chút tàn hồn, kiếm linh thuần quân cũng không có cơ hội lại lần nữa hóa thành kiếm, bởi vì nhân gian không còn sông đồng nhược ra nữa, cũng không còn núi thiết xích cận nữa. Gần ngàn vạn đệ tử ma đạo, cuối cùng chỉ còn lại 10 vạn. Nhưng chúng sinh vạn tộc ở quy khư, chỉ còn một phần 10, toàn tộc bị tiêu diệt khắp nơi. Trời xanh vô lệ, nhưng quy khư lại rơi lệ. Sau khi một kiếm quét sạch quân thù hùng mạnh ở quy khư, chỉ có tôi ma đạo tổ sư vừa hạ thế rơi nước mắt đầu tiên, phút chốc nước mắt tuôn như mưa. Màn trời quy khư tuy đã lại lần nữa sáng trong, nhưng trong mắt tôi vạn vật dường đã vĩnh viễn mất đi sắc màu. Bởi vì tôi không còn nhìn thấy được khuôn mặt tươi cười của A Lê, cũng không nhìn thấy được bím tóc đuôi ngựa cao cao của thuần quân, cũng không thấy sự chân thành ngay thẳng trên khuôn mặt tổ long, phong thái tiêu sái của Yến Tháp. Tôi cũng không thể nhìn thấy tuyết trắng trên đỉnh Côn Luân lần nữa, cũng không nhìn thấy sức sống tràn ngập ngọn núi xanh tươi của núi không tang, chương 1070, Quy Khư chết hiểu hai Cũng sẽ không còn tiếng chim hót lành lót ở Quy Khư, tất cả những điều tốt đẹp chỉ còn lại trong ký ức. Phá hủy thì dễ dàng, nhưng để lần nữa khôi phục lại sức sống là rất khó. Thái cổ tam giới dùng không biết bao nhiêu cái nhìn năm, mà đạo Quy Khư của tôi cũng phải đợi bấy nhiêu năm. Dù kẻ thù hùng mạnh của Quy Khư đã bị tiểu diệt, nhưng tôi biết vẫn chưa chạm tới nguy cơ của ma đạo. Bởi vì nữ hoa vẫn còn chưa ra tay, châu khất cũng chưa quay về MT, sứ giả chiến tranh vẫn chưa xuất hiện. Thái cổ kiếm vực, cảm nhận luồng sát khí mạnh mẽ trên không của núi Bất Chu, nữ oa cao mày, khóe miệng sau đó cũng nở ra ý cười tàn nhẫn. Phi thân lên khỏi quy khư, trên không mặt biển vô tận, bắt đầu đặt ra pháp trận dịch chuyển hư không. Sau đó từ bên trong bước ra 12 vị tế tự nữ oa tộc mặc áo đen. Sau khi tế tự nữ oa xuất hiện, họ lập tức kết thành trận pháp. Đồng thời đọc những câu thần chú thần bí cổ xưa, triệu hồi chủ nhân cũ của họ, hy hoàng phục hy theo đạo tổ truyền lại phục hy vì tuổi thọ cạn kiệt từ thời thượng cổ đã cạn dần dần nhưng nữ oa rất yêu quý anh trai mình làm sao có thể trơ mắt nhìn anh trai mình hóa thành linh chi và về với trời đất tam giới cho rằng nữ oa phụng theo mệnh trời là để trường sinh bất lão nhưng lại không biết căn bản cái cô ấy muốn không phải là trường sinh bất lão mà là vì để hồi sinh phục hy phục hy đã hóa thành linh chi ngay cả thiên đạo cũng không có cách nào để đưa phục hy trở lại với thế giới này lần nữa chỉ có thể giúp Nữ Oa ngưng tụ lại được chút tàn hồn còn sót lại của Phục Hy. Không đếm xuể trong mấy ngàn năm, Nữ Oa một bên vì thiên đạo mà bày ra bố cục, một bên lại hiến tế thần hồn của tộc nhân trong Hoa Hoàng Cung vì để hồi phục tàn hồn của Phục Hy. Cuối cùng, sau khi cô ấy hầu như tế hết toàn bộ người trong tộc, sau cùng cũng có thể hồi phục hoàn toàn thần hồn của Phục Hy. Khi cô ấy mang thần hồn hoàn chỉnh của Phục Hy hướng đến thiên đạo để cầu lấy được sinh cơ, thiên đạo lại nói, Phục Hy đã chết không thể nào hồi sinh được trừ khi có ngày phục hy tìm thấy một thần hồn có sức mạnh tương đương và đánh bại hắn ta chiếm lấy cơ thể và sinh cơ thì mới có thể sống lại được phục hy là thủ lĩnh thượng của chúng thần chưa có thần hồn nào có thể sánh ngang được với anh ấy tam giới chưa bao giờ xuất hiện qua cho dù là thần hồn của ma đạo tổ sư ngày trước đều không đạt đến cảnh giới của phục hy của nữ đế cũng không đạt không tìm thấy thần hồn tương đương phục hy chỉ có thể tồn tại trong trạng thái vong hồn Do anh ấy đã mất rồi nên vong hồn anh ấy không thể tồn tại lâu giữa trời đất, chỉ có thể dùng cấm chú phong ấn lại. Trong khoảnh khắc nhìn thấy tôi phóng thích thái cổ kiếm vực, nữ oa cuối cùng hạ quyết tâm triệu hồi linh hồn của Phục Hy. Bởi vì tôi có thể phóng thích thái cổ kiếm vực, chứng minh thần hồn tôi đủ mạnh mẽ để sánh với cấp độ của Phục Hy. Cùng với câu thần chú của 12 tế tự nữ oa tộc, pháp trận nổi lên sương mù tối đen như mực. Đợi đến khi thần chú sắp hoàn thành thì nữ oa há miệng phun ra một ngụm máu từ trong tim để giải phong ấn cấm chú. Sau đó, bóng một người đàn ông cao lớn vĩ đại xuất hiện mờ ảo trong màn xương đen. Ngay khi xuất hiện, anh ta đã hấp thu toàn bộ xương đen vào cơ thể, ngưng tụ thành thực thể. Hy hoàng bệ hạ, lão tế tự bước ra từ pháp trận dịch chuyển sớm nhất liền quỳ xuống nghẹn ngào nói. 11 vị tế tự còn lại cũng lập tức quỳ xuống, thần sắc kích động, nước mắt đầm đìa. Không ai kích động hơn nữ oa lúc này, bao nhiêu năm trôi qua, cô ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, rất lâu. Muội muội, hà tất phải như thế, Hy Hoàng đi đến trước mặt nữ oa, đưa tay lau đi giọt nước mắt. Ta không cầu trường sinh, chỉ mong người có thể quay về bên cạnh ta. Chỉ vì muốn ta trùng sinh, muội đã nhẫn tâm hy sinh hết toàn bộ tộc nhân nữ oa. Đúng thế, cũng bao gồm cả bọn họ. Nói rồi nữ oa bắt đầu niệm chú, một luồng khí đen trực tiếp xuyên thẳng qua cơ thể của 12 vị thế tử, cuối cùng tụ lại thành một chỗ tiến thẳng vào trong lồng ngực của Hy Hoàng. Luồng khí đen đó đã hút cạn hết thần hồn của 12 vị tế tự mà nữ oa hiến tế, khiến cho âm thân của hy hoàng càng lúc càng trở nên hùng mạnh ca ca mà đạo tổ sư đã luyện thành chiến hồn bất tử chỉ cần người có thể giết chết hắn vậy thì đã có thể đoạt xá dùng xác thịt của hắn trùng sinh sau đó thì sao sau đó chúng ta sẽ phụng sự cho thiên đạo cầu pháp thuật trường sinh ban đầu ta không chịu khuất phục thiên đạo đế cầu xin thọ nguyên là vì ta biết thiên đạo bất nhân không muốn khiến cho chúng sinh vì thế mà gánh tội nhưng đây đều là ý nghĩ ban đầu của ta nếu như muội đã vì ta làm nhiều chuyện đến thế vậy thì ta vì muội giết sạch người trong thiên hạ thì đã là sao chương 1071 quyết biệt quy khư một trận chiến ở quy khư đã trần ai lạc định một trận đấu thuộc về tôi chỉ mới bắt đầu một bụi trần rơi xuống ý muốn nói kết quả đã được định đoạt sau khi để lộ thái cổ kiếm vực ý tứ thể hiện chính là tôi đã trở thành ma đạo tổ sư thứ hai khi xưa ma đạo tổ sư ngừng tham gia giai đoạn sau của cuộc chiến phong thần không phải vì ông ấy không muốn tiếp tục sát cánh giết địch cùng đệ tử ma đạo đồng sinh cộng tử với nhau mà bởi vì uy lực cùng thủ đoạn của ông ấy đã vượt xa phạm trù được cho phép của cuộc chiến phong thần kiếm khí dọc ngang ba vạn dặm một ánh kiếm lạnh thập cửu châu kiếm kỹ như vậy nhân gian chẳng có chỗ cho ông năm xưa đạo tổ trong tam giới cũng chỉ lác đác vài người những kẻ này dù có bắt tay với nhau cũng chưa chắc đã là đối thủ của một mình ma đạo tổ sư vì thế thiên đạo đã trực tiếp ngăn cấm ma đạo tổ sư tham chiến một khi ông ấy ra tay nhất định khiến trời cao phải nổi sát cơ tôi của hôm nay chiến lực mặc dù hãy còn chưa đủ để dọc ngang khắp tam giới nhưng bản thân thái cổ kiếm vực vốn dĩ đã là cấm kỵ của thiên đạo một kiếm của tôi đã quét sạch toàn bộ cường địch ở quy khư điều này rõ ràng đã thách thức giới hạn của pháp tắc thiên đạo có lẽ thiên đạo vì cố kỵ thân phận đứa con vận mệnh của tôi mà không đích thân ra tay thế nhưng ông ta có thể cả gan trắng trợn đối phó với ma đạo, dáng tai họa cho quy khư. Khi ấy ma đạo sẽ phải đối mặt với những cuộc tấn công liên tiếp từ đại quân thâm uyên cũng như đủ loại tai kiếp giáng xuống. Thậm chí cho dù tôi có tiêu diệt tất cả thâm uyên lãnh chủ xâm phạm quy khư thì cái giá phải trả cũng khiến toàn bộ ma đạo cùng chúng sinh nơi này phải chôn cất theo bọn họ. Đã đến lúc rời khỏi ma đạo rồi, giống như ma đạo tổ sư năm xưa không thể ở lại đảo Kim Ngao, tôi cũng không thể tiếp tục ở lại quy khư tiếp tục lưu lại sẽ chỉ mang đến cho ma đạo vô vàn tai họa. Đại chiến kết thúc, Khương Tuyết Dương rút khỏi vạn tiên trận, tập trung toàn bộ tinh lực xoa dịu oán khí của các tử sĩ, an ủi nỗi đau của những người còn sống. Tuyết Dương tóc bạc đầy đầu, khiến người khác nhìn mà đau lòng. Luận công trạng giết địch, cô ấy còn cách hủy hỏa rất xa. Thế nhưng đối với ma đạo mà nói cô ấy mới là người có công lao lớn nhất. Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy một tham lang nham hiểm xảo quyệt những gì tôi thấy chỉ có một Khương Tuyết Dương vì ma đạo hết lòng tận tụy, đến chết không thôi. Nghĩ đến mình không bao lâu nữa phải rời khỏi ma đạo, tôi lại càng thêm hổ thẹn với Tuyết Dương. Bởi vì tôi biết, sau khi tôi đi, toàn bộ gánh nặng của Quy Khư và ma đạo sẽ dồn lên vai một mình cô ấy. Cái chết của hàng triệu tướng sĩ khiến mỗi một tấc đất của Quy Khư đều tràn ngập oán niệm tử vong mãnh liệt. Còn may ma đạo có Hắc Ám Cự Long, tàn hồn của Liễu Chi Nhung biến thành kính tượng Hắc Ám Cự Long, lang thang khắp Quy Khư một bên tinh hóa quy khư, một bên vì bản thân ngưng tụ âm thân. Rất nhanh cô ấy đã ngưng tụ thành công thân thể cự long, không những vậy, nhờ nuốt trường âm phong sát khí mà cô đã có được cơ duyên nâng cao sức chiến đấu. Chiến lực đã vượt qua cảnh giới trí cường đạo tổ, không chỉ vậy còn lĩnh ngộ được lãnh địa của riêng mình ám hắc chi thương. Trận chiến ở quy khư khiến ma đạo hy sinh vô số, cuối cùng cũng chỉ thành toàn được một liễu chi nhung. Nhưng với liễu chi nhung mà nói, cô thà rằng không có được cơ duyên này, bởi vì tất cả oán niệm mà cô hấp thụ không chỉ đến từ kẻ địch của ma đạo mà còn có chúng sinh của quy khư. Trong số đó còn có cả tộc nhân của cô và chiến hữu trước đây. Sau khi được liễu chi nhung tịnh hóa, phong chủ đã dùng đông phong sinh thổi khắp quy khu. Thế nhưng bởi vì tự ý ở nơi này quá nồng nặc, ngay cả đông phong sinh cũng không thể khiến mặt đất quy khư xanh tươi màu lá, chỉ có thể mang lại sinh cơ cho vùng đất chưa bị ô nhiễm xung quanh núi Bất Châu. Trong một khoảng thời gian rất dài sau này, Chúng sinh quy khư sẽ không thể rời khỏi khu vực núi Bất Châu, bọn họ sẽ bám rễ ở đây, cùng nhau xây dựng lại quê hương. Thuần Quân cũng không có cơ duyên độ kiếm nữa, chỉ còn lại một đạo ảnh kiếm mờ nhạt, linh thức cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Tôi đem Thuần Quân giấu trong huyền quan của mình, không biết bao nhiêu năm nữa mới có được cơ duyên giúp cô ấy thức tỉnh. Thương thế của Bắc Minh Tú đã bình phục, chuyện đặc biệt hiếm thấy là ông ấy chủ động nắm tay Lưu Phong Sương, ngay trước mặt người khác cũng không hề trốn tránh. Mối tình sâu đậm biết bao núi sâu chiều xuống nồng nàn mưa thu. Ma đạo đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, với người còn sống mà nỗi, mỗi một giây bên nhau đều quý giá vô cùng. A Lê đã mất đi nụ cười, đứng trên đỉnh núi Bất Châu ngây ngốc ngóng về phương Nam. Núi không tan không còn là ngọn núi cực Nam của Quy Khư nữa, mà là Tổ Long. Cô và Ngạo Phong đã yêu nhau từ thuở thiếu thời, hàng chục năm sinh tử đã biến A Lê từ một cô gái ngây thơ dạng dỡ trở thành một thái cổ nguyệt thần tôn quý vô song, đồng thời cũng khiến một thiếu niên ngạo phong ngây thơ trẻ con trở thành đại anh hùng đỉnh thiên lập địa. Chương 1072, quyết biệt quy khư 1. Trước đây tôi luôn coi hai người giống như trẻ nhỏ mà đối đãi, thế nhưng lại không biết bọn họ đã sớm cảm ngộ được chữ tình đáng quý thế nào. Lan ca ca, ngạo phong sẽ còn trở lại bên cạnh em chứ? Bước tới bên cạnh A Lê, bị câu hỏi của cô ấy làm cho bất ngờ, trong lòng tôi chua xót vô cùng, bèn ôm cô ấy vào lòng. A Lê vẫn luôn kiên cường, mãi tới khi được tôi ôm lấy mới bắt đầu rơi lê, nước mắt hồng nhan khuynh thành. Anh không biết khi nào Ngạo Phong có thể trở về bên cạnh em, nhưng anh tin cậu ấy vẫn luôn ở bên chúng ta. Tôi nói, lúc nói câu này, tôi bỗng nhớ tới bài thơ khác trên bia mộ ma đạo đệ tử trên núi Tiểu Bạch. Xin đừng đứng bên mộ tôi và khóc, tôi không ngủ, tôi chẳng ở đây đâu. Hai, hai trích từ bài thơ đừng đứng trước mộ tôi và khóc của Claire Hanner. Bạch vô nhai đi rồi, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của Lâm Thanh Thủy càng trở nên trầm mặc hơn. Hai người đồng hành với nhau có thể tạo ra sát đạo hoàn mỹ. Hiện giờ chỉ còn lại một mình Lâm Thanh Thủy, sát đạo vốn dĩ không thể hoàn chỉnh, thế nhưng Lâm Thanh Thủy vẫn nghiến chặt răng đeo lên mình thanh loan đao của Bạch Vô Nhai. Một tay đao, một tay kiếm, một người có thể tạo ra sát đạo hoàn mỹ của hai người. Tôi không tìm được hy hòa, chỉ biết cô ấy đã tới vách đá kỳ lân. Hiện giờ ma đạo ngoài Liễu Chi Nhung đã vượt qua cảnh giới trí cường đạo tổ còn có nguyên phượng tổ sư Hy Hòa, thậm chí thực lực của cô ấy so với Liễu Chi Nhung còn mạnh hơn. Khi Hy Hòa sử dụng sức mạnh ánh sáng thuần tịnh ở trạng thái tốt nhất có thể phát huy được uy lực gần giống như hỗn độn kiếm hải của tôi. Đạo Quang nếu muốn lấy đầu thiên tôn từ trong đại quân cũng giống như lấy đồ trong túi mình vậy, đôi cánh liệt viêm ngay cả cảnh giới đạo tổ cũng khó thoát nổi từ kiếp. Tam đại hỗn độn thần thú của ma đạo ngày nay chỉ còn lại một mình Hy Hòa. Yến Tháp đã trở thành vách đá kỳ lân ở phương Bắc, Ngạo Phong trở thành núi Tổ Long ở phương Nam. Chỉ còn lại một mình ghi hòa cô đơn giữa trời đất quy khư. Lúc nhìn thấy Tạo Hồn, cô ấy đang chỉnh đốn lại đại quân nhân tộc của Ma Đạo. Thiên địa giao tranh M. Dương Lưỡng Đoạn Đao đã giúp cô ấy trở thành thống lĩnh đại quân vong hồn mới núi Tiếp thủy Hỏa. Đình viện bắt đầu quần tinh, đại trận M. Cực Sinh sát phần diệt M. Hồn Nổ Tung đã hủy diệt 5 triệu đại quân M.T trên núi không tang, người có chiến lực cường đại nhất phải kể đến địa tạng vương thiên tôn. Tiếp đó, cô lại dẫn dắt đệ tử ma đạo cùng chúng sinh vạn tộc quyết một trận sinh tử với đại quân MT, sau khi thuần quân tự hủy kiếm thể, cô chỉ dùng một đao liền chém chết MT đạo tổ chiến tướng nhân đạo giám sát xử. Trong trận chiến tại quy khư, thiên tôn chết dưới đao của tạ huẩn đã có trên 200 người, âm binh quỷ tướng nhiều vô số kể. Trước đây ma đạo đệ tử khâm phục cô nhờ thiên địa giao tranh M dương lưỡng đoạn đao, Hiện giờ khiến đệ tử ma đạo khâm phục chính là bản thân cô ma đạo tạo ẩn. Rất lâu về trước tôi đã lên kế hoạch cho ma đạo. Tôi biết sẽ có một ngày mình phải rời khỏi ma đạo, cũng giống như những gì ma đạo tổ sư đã làm trước đây. Mọi việc đến đây, có bắt đầu cũng có kết thúc. Thế nhưng, tôi không muốn ma đạo vì tôi mà chấm dứt. Tôi muốn đem cờ chiêu hồn của ma đạo giao cho tạo ẩn, để cô ấy trở thành ma đạo tổ sư. Đạo tổ, cháu không đồng ý. Tạo ẩn trực tiếp từ chối lời đề nghị của tôi. Tạo ẩn, từ phúc có lẽ đã từng nói với cháu về vận mệnh của ta. Nếu như ta tiếp tục làm ma đạo tổ sư, ma đạo có khả năng vì ta mà bị tiêu diệt. Đạo tổ, người có biết vì sao trong tam đạo của đạo môn, chỉ có đệ tử ma đạo mới có thể làm được, vạn thế thiên hồng, không? Tạo ẩn hỏi, vì sao? Bởi vì ma đạo có tổ sư đáng để mọi người đi theo suốt vạn thế. Cháu có thể trở thành lãnh tụ của bọn họ. Tôi nói, không giống nhau, sau lâm tướng quân, ma đạo không còn bất kỳ ai có thể trở thành phá quân coi như cháu có thể hoàn chỉnh xuất ra thiên địa giao tranh em mờ dương lưỡng đoạn đao, thế nhưng cháu biết, cho dù cháu có thể dẫn dắt đệ tử ma đạo chinh chiến sát phạt, thậm chí có thể trở thành thống lĩnh đại quân vong hồn của họ, thế nhưng cháu vĩnh viễn sẽ không trở thành chiến tướng phá quân của ma đạo. Nếu như ma đạo vì ta mà kết thúc thì sao? Tôi hỏi, kết thúc thế nào? Đệ tử ma đạo có thể vạn thế thiên hồng, ma đạo nhất định cũng vĩnh viễn trường tồn cùng trời đất. Đều nói người trong cuộc thì u mê, kẻ đứng ngoài lại tỉnh táo thật không thể ngờ nỗi lo lắng vốn đè chặt trong lòng tôi bấy lâu nay lại nhờ một câu nói này của tạ uẩn mà bay biến không một ai có thể chấm dứt ma đạo trừ phi ma đạo tự mình từ bỏ giáo nghĩa của bản thân tuy nhiên mặc dù biết rằng bản thân vĩnh viễn sẽ gánh lấy cờ chiêu hồn trước mắt tôi vẫn không thể không rời khỏi quy khư trước khi rời đi tôi tới gặp khương tuyết dương lý do tôi gặp cô ấy cuối cùng cũng bởi trong lòng tôi cô ấy là người tôi không nỡ gặp nhất màn đêm thăm thẳng Khương Tuyết Dương vốn bận rộn cả một ngày trời vẫn như cũ chưa từng nghỉ ngơi, cô ngồi trước bàn, mắt chăm chú nhìn ngọn thanh đăng, không biết đang bận việc gì. Bước tới cửa phòng cô ấy, chưa kịp gõ cửa, cô ấy đã cất giọng nói với tôi, tạ lan, tiến vào đi. Trường 1073, một mình tới nơi đã hẹn một. Sau khi đi vào tôi mới biết Khương Tuyết Dương đang bận việc gì. Cô ấy đang làm cấm bộ, Ngọc Thạch được chọn giống hệt với đôi cấm bộ ngày xưa đã tặng tôi. Lúc tôi bước vào, Cô ấy vừa hay mới khắc xong một chiếc. "Đợi một chút." Tuyết Dương nói, tôi ngồi đối diện Tuyết Dương, nhìn cô cẩn thận điêu khắc ngọc thạch trên tay. Trên chiếc cấm bộ đã khắc xong có một chữ Tuyết, chiếc đang khắc trong tay có một chữ Dương. Khi khắc xong nét cuối cùng của chữ Dương, Khương Tuyết Dương dùng sợi tơ sâu nó lại rồi đưa cho tôi, giống như lần đầu tiên tôi bái cô ấy làm sư phụ. Ngọc thạch ấm áp, còn mang theo hơi ấm của Tuyết Dương. "Cậu phải đi rồi đúng không?" "Ừm." từ lúc cậu thi triển thái cổ kiếm vực tôi đã biết cậu sẽ không tiếp tục lưu lại quy khư tôi vẫn là ma đạo tổ sư tôi nói a à, tôi còn cho rằng cậu sẽ đem cờ chiêu hồn giao cho tạo uẩn tuyết dương nói lúc trước đúng là tôi có nghĩ như vậy nhưng một câu nói của tạo uẩn đã khiến tôi thức tỉnh cô ấy nói gì cô ấy nói đệ tử ma đạo có thể vạn thế thiên hồng ma đạo cũng có thể vạn thế thiên hồng vĩnh viễn trường tồn cùng trời đất chỉ dựa vào một câu nói này Tạ Uẩn đã đủ khí độ trở thành ma đạo tổ sư, cậu cũng không nhìn lầm người. Khương Tuyết Dương nói, đúng vậy, nói tới đây, hai người chúng tôi không hẹn mà cùng rơi vào im lặng. Im lặng có lúc không phải bởi vì không có gì để nói, mà bởi vì lời muốn nói trong lòng quá nhiều, không biết phải bắt đầu từ đâu. Trầm mặc một hồi lâu, tôi và Tuyết Dương nhắc đến chuyện của Kiêm Hà. Kiêm Hà là thống soái của Thái Cổ Minh Giới, cô ấy không thể mãi mãi ở lại quy khư lần này cô ấy quay lại là vì giúp đỡ mộ dung nguyên duệ thức tỉnh sứ mệnh chân chính của mình quay về thái cổ thần giới tôi nói chỉ e nhân đạo sẽ không dễ dàng để mộ dung nguyên duệ trở thành thái cổ thần vương như vậy kiếm tiên lữ thuần dương và lôi chủ đầu mẫu nguyên quân đều có thực lực để đảm đương vương vị này sau khi tôi đi trong thời gian ngắn mà đạo tạm thời sẽ không có chiến sự nếu như có cơ hội tôi hy vọng cô tìm cách giúp đỡ mộ dung nguyên duệ trở về thái cổ thần giới mt lần này thương căn động cốt toàn quân gần như bị diệt Châu Khất không thể tiếp tục tấn công Quy Khư, cứ coi như ông ta có ý định này, MT dù muốn triệu tập đại quân cũng cần một khoảng thời gian rất dài nữa. Về phần nữ oa, mặc dù tôi không rõ thủ đoạn còn che giấu của bà ta là gì, thế nhưng tôi biết cho dù có thủ đoạn này bà ta cũng không dùng nó để đối phó với Quy Khư. Mục tiêu của bà ta là tôi, hoặc có thể nói từ đầu tới cuối vẫn luôn là tôi. Trận quyết chiến giữa hai đạo nhân, tiền sắp diễn ra, lại liên quan đến chuyện tranh giành ngôi vị tại Thái Cổ Thần Vương, Bọn họ đã sớm đem ma đạo loại bỏ khỏi danh sách đối thủ trong cuộc chiến phong thần rồi. Còn có đại quân Thâm nguyên đang đóng quân tại Tinh Hà Vũ Trụ Tinh, bọn họ sẽ không tiếp tục tấn công Quy Khư. Nguy cơ Thái Cổ Thần Ma sắp tới, trọng điểm trước mắt của bọn họ vẫn là đối phó với Thái Cổ Thần Ma. Tôi có thể cảm nhận được trong sâu thẳm hư không đã có sát ý đặc biệt chỉ nhắm vào tôi, giống như sát ý chỉ chuyên nhằm vào Ma Đạo Tổ Sư tại Hoàn Hồn Nhai năm xưa. Và như một điều kiện để tôi đi đến nơi đã hẹn, Quy Khư cần phải được yên bình vì vậy mà sắp tới ma đạo có thể nghỉ ngơi dưỡng sức một khoảng thời gian. Cũng trong lúc này, ma đạo có thể làm được rất nhiều việc. Nếu như mộ dung nguyên duệ đồng ý rời đi, ta đương nhiên sẽ tìm cách giúp đỡ cô ấy. Chỉ e chấp niệm của cô ấy quá sâu, không chịu rời bỏ tiên đạo. Nếu như vậy, bất luận Lữ Thuần Dương hay đổ mẫu nguyên quân làm thái cổ thần vương, trận chiến với thiên đạo trong tương lai đều sẽ phát sinh rất nhiều biến số. Tuyết Dương nói, trời diệt chúng sinh thì dễ, chúng sinh muốn diệt trời thì khó vô cùng. Thái cổ thần ma tam giới là lực lượng chủ chốt chiến đấu với thiên đạo trong tương lai, thiếu một giới cũng không được. Thái cổ ma giới và thái cổ minh giới sở dĩ vẫn đứng bên ngoài tinh hà là bởi thái cổ thần giới chỉ trì hoãn hoàn mãi chưa phát động cuộc chiến báo thù thiên đạo. Kiếm tiên lữ thuần dương si mê kiếm đạo, có thể nói vì kiếm đạo bất kỳ chuyện gì ông ta cũng có thể làm được. Một khi lữ thuần dương trở thành thái cổ thần vương, vào lúc việc tu hành vượt quá khả năng lĩnh ngộ, chỉ cần thiên đạo có thể đưa ra lợi ích liên quan tới kiếm đạo đủ hấp dẫn, chắc chắn sẽ trở thành cám dỗ không thể cưỡng lại với ông ta. Chuyện này cũng phải do tôi xem nhẹ tâm thức của Lữ Thuần Dương, chủ yếu bởi vì kiếm thể vốn dĩ là vật vô tình, nhìn từ góc độ này, kiếm tâm và thiên tâm có sự tương thông với nhau. chương 1074, một mình tới nơi đã hẹt hai. Tóm lại, việc để Lữ Thuần Dương trở thành thái cổ thần vương là một canh bạc lớn, không những vậy còn là một canh bạc không được phép thua. Chính bởi vì ông ta có sức chiến đấu nghịch thiên, thần kiếm vinh quang vạn cổ, một khi ông ta đổi phe, đối với cuộc chiến giữa chúng sinh với thiên đạo mà nói sẽ mang tới ảnh hưởng có tính hủy diệt, thậm chí có thể kết thúc chiến cục. Đầu mẫu Nguyên Quân là lão thần kỳ cựu, cảm giác của bà đối với thiên đạo cũng giống hệt ý nghĩ trong lòng Đạo Đức Thiên Tôn. Thiên đạo bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, thế nhưng, về việc bà ấy có đủ dũng khí để dẫn dắt thái cổ thần giới tuyên chiến với thiên đạo hay không, trong lòng tôi vẫn có vài phần nghi ngờ. Bởi vì giáo nghĩa của nhân đạo vốn là vô vi nhi trị, một, một cai trị bằng cách để vạn vật phát triển một cách tự nhiên. Cho dù đạo đức thiên tôn có không nhẫn tâm để nhân đạo bị diệt vong trong tay thiên đạo, thế nhưng giáo ý của ông đã cho thấy nhân đạo không có tâm làm kẻ địch một mất một còn với thiên đạo. Vì vậy, việc đầu mẫu nguyên quân trở thành thái cổ thần vương cũng là một canh bạc, chỉ có điều canh bạc này không đến nỗi hung hiểm như Lữ Tuần Dương. So sánh một vòng các tướng lĩnh với nhau, chỉ có mộ dung nguyên duệ là người phù hợp nhất để trở thành tân thái cổ thần vương. Một là binh pháp ngư lược của cô đủ để thống trị chế ngự thái cổ thần giới, hai là cô ấy đối với thiên đạo chẳng có lấy nửa điểm ấn tượng tốt. Và lại những gì đã làm trong quá khứ đã chứng minh cô ấy đứng ở phía đối lập với thiên đạo. Không nói tới cái khác, sở dĩ tôi có thể hợp nhất tam kiếm đều nhờ vào mộ dung nguyên duệ. Từ điểm này mà nói, cho dù cô ấy không tuyên chiến với thiên đạo, sau khi thiên đạo có thể thoát khỏi nhân quả báo ứng nhất định sẽ tính toán rõ ràng với cô ấy. Khương Tuyết Dương lo lắng Mộ Dung Nguyên Duệ không đồng ý rời khỏi tiên đạo, kỳ thực đây cũng là điều khiến tôi băn khoăn. Mộ Dung Nguyên Duệ thân là tiên đạo tổ sư, lại là thái cổ chiến thần, trông thì có vẻ cao cao tại thượng ngó xuống chúng sinh, thế nhưng tôi biết cô ấy là người trọng tình trọng nghĩa. Nếu như không trọng tình trọng nghĩa cũng sẽ không giữ gìn nhân duyên giữa hai chúng tôi tới tận bây giờ. Liệu cô ấy có đủ dũng khí chặt đứt toàn bộ nhân quả với tiên đạo mà quay về thái cổ thần giới sao? Nếu đồng ý thì có nghĩa là bất kể tiên đạo có hỏa phúc sinh tử như thế nào cũng không thể đặt trong lòng cô nữa thậm chí tiên đạo bởi vì sự ra đi của cô mà có khả năng rơi vào tiêu vong ngay cả lúc lửa tình giữa hai chúng tôi nồng nhiệt nhất từ đầu tới cuối cô ấy vẫn luôn ghi nhớ thân phận của mình bây giờ bắt cô ấy một mình lựa chọn cô ấy có thể làm được sao chỉ e trong tam giới không một ai có thể đưa ra được đáp án cho dù kiêm hà có cất lời khuyên nhủ mộ dung nguyên duệ cũng sẽ chỉ dựa vào trái tim của mình để hành động Tôi và Tuyết Dương trao đổi rất nhiều, mộ dung, ma đạo, tam giới, thái cổ thần ma, cửu u nữ đế, trận chiến với thiên đạo trong tương lai. Chúng tôi cũng nói về Thùy Hỏa, cùng nhau nhớ lại những ngày tháng ba người còn bên nhau, duy chỉ không nhắc đến chuyện tình cảm giữa tôi và cô ấy. Sau khi nói xong, ngước nhìn Tuyết Dương tóc trắng đầy đầu dưới ngọn thanh đăng, tôi không thể nào kìm nén được tình cảm trong lòng mình, bước tới ôm chặt cô ấy vào lòng sau khi ôm mới biết thân hình ấy có bao nhiêu gầy yếu mong manh trách nhiệm trên vai cô ấy nặng nề đến mức nào